Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 129. Em ba, đừng kích động. Mí mắt của Bất Hủ Chiến giật giật. Ông biết rất rõ tính tình của người em ba này, một khi bà nổi giận thì chín con bò cũng không thể kéo lại được. Tính khí và tính cách của Bất Hủ Nhan. Một phần lớn là di truyền từ người em ba này. Chị ba, không cần thiết phải như vậy chứ, bao nhiêu năm nay, Bất Hủ Càn Khôn không có công lao thì cũng có khổ lao mà. Ở bên cạnh, một ông lão mặt đỏ cảnh giới tế đạo cấp 3 lên tiếng theo. Bất Hủ Càn Khôn nghiến răng nghiến lợi. Một câu cũng không dám nói. Đám người Bất Hủ Thương, Bất Hủ Vấn Thiên, Bất Hủ Bất Bại, Lam Nguyệt Nhã. Bao gồm tất cả người của đỉnh thứ 7 núi Bất Hủ, toàn bộ đều nín thở. Bọn họ biết rằng, thời khắc quyết định vận mệnh lão tổ của mình đã đến rồi. Cả hai người im hết cho tôi, Nhan Nhi bị ức hiếp, các người lại đứng một bên nhìn. Còn dám gọi tôi là em ba, chị ba. Đợi tôi xuất quan, đến các người bà đây cũng đánh. Những lời này vừa nói ra, toàn bộ quảng trường hoàn toàn im lặng. Hàng chục triệu người Bất Hủ tộc khẽ mở miệng. Khuôn mặt tràn ngập sự kinh ngạc. Không ai ngờ rằng tính khí của vị lão tổ đỉnh thứ ba này lại nóng nảy như vậy, lại bảo vệ khuyết điểm của mình như vậy. Vẻ mặt Diệp Bắc Minh kỳ lạ, cái tính cách bảo vệ khuyết điểm của đỉnh thứ ba này, hình như cũng là do di truyền nhỉ. Bà lão hét lên, Bất Hủ Càn Khôn, ông còn không tự hủy cảnh giới của mình, lẽ nào ông thật sự muốn tôi tự mình ra tay sao? Gân trên trán Bất Hủ Càn Khôn nổi lên. Siết chặt nắm đấm. Tiếng xương răng rắc vang lên. Chiếc răng hàm sau gần như đã cắn vỡ nát. Cùng là cảnh giới tế đạo, đối phương chẳng qua chỉ dẫn trước ông ta hai cảnh giới nhỏ. Mẹ nó dựa vào cái gì chứ? Cảnh giới tế đạo cấp 2, tự phế hai cảnh giới nhỏ. Trực tiếp tụt xuống đại đạo cấp 9. Còn không phải là phế rồi sao? Có gì khác biệt so với chết chứ? Bất Hủ Cầm, bà nghĩ bà là ai? Bất Hủ Càn Khôn không nhịn được nữa, thấp giọng hét lên, chín đỉnh núi thần của Bất Hủ tộc đều có địa vị như nhau. Tôi và bà đều là cảnh giới tế đạo, bà có tư cách gì mà bắt tôi tự hủy cảnh giới? Đừng nói là lão đây phế một cánh tay của Diệp Bắc Minh, cho dù lão đây giết Diệp Bắc Minh, bà cũng không có tư cách xử lý tôi. Lời nói dứt, Bất Hủ tộc và ông lão mặt đỏ nhìn nhau. Bất lực nhắm mắt lại. Hai người đều biết, Bất Hủ Càn Khôn xong rồi. Giây tiếp theo, hư không phía trên đỉnh đầu sôi sục. Mây mù tan đi, lộ ra bầu trời đầy sao vô tận. Một thanh thần kiếm màu tím lơ lửng trong vũ trụ. Chỉ cần nhìn thoáng qua thanh kiếm này, Diệp Bắc Minh đã có cảm giác rùng mình. Ngay cả tháp Càn Khôn chấn ngục cũng hơi chấn động. Tiểu tháp, ông sao vậy? Diệp Bắc Minh ngạc nhiên. Giao Trì truyền âm. Đây là binh khí đại đế của Bất Hủ tộc, kiếm Bất Hủ. Trên thế gian này, bất kỳ binh khí nào nhìn thấy binh khí đại đế cũng đều giống như con thỏ gặp vua của bách thú vậy, chỉ có một ý nghĩ, đó là quy phục. Diệp Bắc Minh nhìn quanh. Quả nhiên, vũ khí trong tay của vô số người Bất Hủ tộc đều bắt đầu rung động điên cuồng. Cực kỳ kịch liệt. Một số binh khí có linh tính thậm chí còn rơi xuống đất và bò như con người. Một số binh khí cấp thấp hơn. Ngay khi nhìn thấy kiếm Bất Hủ đã không chịu đựng được áp lực này, trực tiếp nứt gãy. Tất cả điều này đều chỉ xảy ra trong thời gian một hơi thở. Xoẹt! Kiếm Bất Hủ bay ra một đạo ánh kiếm, khẽ viết, còn chưa dài đến một tấc. Rơi vào người Bất Hủ Càn Khôn, bang! Một tiếng! Cả người Bất Hủ Càn Khôn, bốc hơi! Thần hồn biến mất, đến cả màn xương máu cũng không còn sót lại. Càn Khôn lão tổ! Người của đỉnh thứ 7 kinh hãi hét lên. Lão tổ, giọng nói của Bất Hủ Thương run rẩy, da đầu tê dại. Lão tổ đã chết rồi sao? Bị kiếm Bất Hủ giết chết rồi, làm sao có thể? Bất Hủ Vấn Thiên nằm bò trên mặt đất, run rẩy như con chim cút, bị dọa cho đến vãi tè. Bất Hủ Bất Bại sững sờ tại chỗ, quên đi nỗi đau tột cùng khi mất đi cánh tay đó. Đồng tử co rút mạnh, tâm trí trống rỗng. Binh khí đại đế, đây chính là sức mạnh của binh khí đại đế sao? Mẹ kiếp, chỉ một ánh kiếm nhỏ bé, lại trực tiếp giết chết một cảnh giới tế đạo cấp 2 trong giây lát, mẹ kiếp. Máu trong người Diệp Bắc Minh sôi trào. Trong lòng choáng váng. Giao Trì, trước đó cô đã nói, tiểu tháp nuốt một binh khí đại đế thì cũng có thể trở nên lợi hại như vậy. Nhanh chóng truyền âm. Giao Trì trả lời, có thể. Thật sao? Diệp Bắc Minh thở phì phò, kích động như một con bò. Nếu tiểu tháp trở nên lợi hại như vậy,
hắn còn sợ cái quái gì cảnh giới tế đạo nữa chứ. Toàn bộ nguyên thủy chân giới, cứ đợi đấy. Khi bất hủ tộc sôi sục, bất hủ tộc và ông già mặt đỏ bừng mở mắt. 2. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hai người cùng nhau thở dài, bất hủ càn khôn ơi là bất hủ càn khôn, ông nói xem ông chọc vào bà ta làm gì chứ. Toàn bộ bất hủ tộc này, chỉ có một mình em ba là có thể yêu cầu kiếm bất hủ tấn công, ông không phải là đang tìm cái chết sao. Bất hủ cầm nhìn thấy Diệp Bắc Minh và bất hủ nhan vẫn còn đứng ngây ra tại chỗ, liền hét lên, hai đứa còn ngây ra đấy làm gì. Còn không mau đến đây. Đi thôi, lão tổ đang gọi chúng ta kìa. Bất hủ nhan kéo theo Diệp Bắc Minh, biến mất. Một lúc sau, cả hai đã đến vực sâu của đỉnh thứ ba núi bất hủ. Phía trước là một vách đá, phía trên vách đá là một cánh cửa đồng cao hàng nghìn mét, rỉ sét và cỏ dại mọc tùm. Giọng nói của bất hủ cầm vang lên từ phía sau cánh cửa đồng. Nhan nhi thỉnh an lão tổ. Bất hủ nhan cười nói. Hừ. Bất hủ cầm hừ lạnh một tiếng, có chút không vui, con đã không đến đây hơn 100 năm rồi. Trong mắt vẫn còn lão tổ ta nữa sao? Tìm được người đàn ông của mình cũng không nói với lão tổ một tiếng, nhưng người đàn ông mà con tìm cũng rất được. Mặc dù cảnh giới hơi thấp một chút, nhưng dũng cảm, có trách nhiệm, so với một số kẻ vô dụng nào đó của bất hủ tộc thì tốt hơn nhiều. Sắc mặt của bất hủ nhan dao động. Cô do dự vài giây, sau đó nghiêm túc nói, lão tổ, con không muốn lừa dối người. Thật ra con và anh Diệp không có quan hệ đó. Chúng con chỉ là hợp tác mà thôi. Ồ, giọng nói của bất hủ cầm có chút ngạc nhiên, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Tính cách của nha đầu này rất khác biệt. Bà đã nhiều lần nhờ bất hủ chiến tìm chồng cô nhưng đều thất bại. Lão tổ, không phải người nói thuật hư không và pháp tắc luân hồi kết hợp lại sẽ tăng gấp đôi sức mạnh sao? Bất hủ nhan không giấu giếm, nói, anh Diệp chính là người tu luyện pháp tắc luân hồi. Con nói gì? Giọng nói của bất hủ cầm run lên. Toàn bộ cánh cửa đồng cũng bắt đầu rung chuyển theo. Mặt đất rung chuyển ầm ầm, giống như xảy ra động đất. 15 phút trôi qua, cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Phía sau cánh cửa đồng, giọng nói của bất hủ tần truyền đến, Diệp Bắc Minh, cậu thật sự biết pháp tắc luân hồi sao? Diệp Bắc Minh cau mày, gật đầu, tiền bối, đúng vậy. Triệu hồi đạo đài luân hồi cho ta xem. Giọng nói của bất hủ tần không cho phép nghi ngờ. Diệp Bắc Minh tiến lên, đi tới trước cánh cửa đồng. Dậm chân một cái. Uỳnh. Không gian xung quanh bị bóp méo. Một đạo đài luân hồi hình tròn có bán kính hàng chục nghìn mét xuất hiện dưới chân Diệp Bắc Minh. Xung quanh đạo đài luân hồi khổng lồ có hàng trăm bia mộ màu đỏ như máu. Cực kỳ kỳ lạ. Thật sự là pháp tắc luân hồi. Giọng điệu của bất hủ cầm đầy kích động. Tiểu tử, mau nói cho ta biết. Cậu học pháp tắc luân hồi ở đâu? Diệp Bắc Minh cau mày, tiền bối, thật xin lỗi, không thể nói cho người được. Không nói. Giọng nói của bất hủ cầm trầm xuống, một áp lực vô cùng mạnh mẽ lan ra từ sau cánh cửa đồng. Phụt. Diệp Bắc Minh phun ra một ngụm máu tươi, một đầu gối quỳ trên mặt đất. Căn bản không thể chịu đựng được. Rốt cục bất hủ cầm là cảnh giới tế đạo cấp mấy? Tháp Càn Khôn chấn ngục rung động, muốn ra tay. Diệp Bắc Minh thấp giọng truyền âm, tiểu tháp, nằm im đã. Lão tổ, người đang làm gì vậy? Bất hủ nhan nhìn thấy Diệp Bắc Minh thổ huyết, đột nhiên lo lắng, bước tới trước mặt Diệp Bắc Minh. Áp lực đáng sợ của cảnh giới tế đạo đột nhiên biến mất. Bất hủ cầm lạnh lùng nói, nhan nhi, lẽ nào con không cảm thấy tiểu tử này có vấn đề sao? Con biết thuật hư không, vừa hay cậu ta biết pháp tắc luân hồi. Tuổi tác của cậu ta vừa hay lại tương đương con. Bây giờ, lại vừa hay gặp con. Tất cả có phải là quá trùng hợp rồi không? Ta nghi ngờ tiểu tử này tiếp cận con nhất định là có mục đích nào đó không thể nói cho người khác. Bất hủ nhan giải thích, lão tổ, tất cả đều là hiểu lầm, con có thể bảo đảm anh Diệp tuyệt đối sẽ không bao giờ làm hại con. Bất hủ cầm tức giận nói, nhan nhi, con quen cậu ta mới được bao lâu? Lại nói giúp cậu ta như vậy. Ta thấy con bị cậu ta mê hoặc rồi. Để ta tra khảo tiểu tử này. Không sợ cậu ta không nói. Nếu thật sự không được thì trực tiếp truy hồn. Thái độ này. Diệp Bắc Minh liền tức giận. Lớn tiếng chửi thề. Mẹ kiếp, pháp tắc luân hồi đã hại chết bố bà, hay là giết chết mẹ bà? Tại sao các người ai nấy vừa nghe thấy pháp tắc luân hồi đã đỏ mắt như nhìn thấy kẻ thù vậy? Tôi chưa hề gây sự với các người phải không?
Cho dù trước đó có người tu luyện pháp tắc luân hồi, có thâm thù đại hận với các người, tôi cũng không biết hắn, liên quan quái gì đến tôi, Diệp Bắc Minh lau máu trên khóe miệng. Mạnh mẽ chịu đựng áp lực của bất hủ cầm. Ùm ục. Đằng sau dâng lên ma khí ngập trời, 9 con ma long màu đen lao ra. Một sự phản kháng dữ dội. Diệp Bắc Minh từ từ đứng dậy, xương cốt trên người kêu răng rắc. Xoạt. Da rạn nứt, cơ thịt cũng rách ra. Dù vậy, Diệp Bắc Minh vẫn dùng sức đứng dậy, toàn thân đẫm máu, tự nhiên dùng áp lực cảnh giới tế đạo là ghê gớm lắm phải không? Bất hủ tộc là ghê gớm lắm phải không? Nếu không phải bất hủ nhan cầu xin tôi, ông đây đã đi từ lâu rồi. Sự tức giận của Diệp Bắc Minh không giống như giả vờ. Bất hủ cầm ngây ra một chút, khuôn mặt già nua sau cửa đá khẽ cau mày, Diệp Bắc Minh, cậu thật sự không biết pháp tắc luân hồi có ý nghĩa gì sao? Tôi biết cái con khỉ. Diệp Bắc Minh sầm mặt. Tôi vốn là học pháp tắc thời gian, tu luyện tới cấp 2 thì thời gian dừng lại. Ai biết khi tu luyện đến cấp 3 sẽ có được đạo đài luân hồi, kỳ lạ lại trở thành pháp tắc luân hồi, tôi làm sao biết là xảy ra chuyện gì? Tôi thậm chí còn không biết là ai truyền cho tôi pháp tắc luân hồi. Bất hủ cầm trầm lặng. Bất hủ nhan ngây ra tại chỗ, hơi há miệng. Một lát sau, bất hủ cầm mới nhả ra một câu, pháp tắc luân hồi thật sự bao hàm cả pháp tắc thời gian. Ý của cậu là, cậu cũng không biết là ai bảo cậu tu luyện pháp tắc luân hồi sao? Diệp Bắc Minh lắc đầu, không biết. Bất hủ cầm cau mày. Lập tức lạnh lùng gật đầu, vậy thì đúng rồi, có một đôi bàn tay vô hình đang đẩy cậu về phía trước. Cậu học được pháp tắc luân hồi tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, mà đó là tất yếu. Là ý gì? Sắc mặt Diệp Bắc Minh sầm xuống, cực kỳ khó chịu, bà có thể đừng chơi trò đố chữ nữa được không? Muốn giết tôi thì cứ việc ra tay đi. Hoặc là nói cho tôi nghe tất cả. Bất hủ cầm ở sau cánh cửa đồng nhìn thật sâu vào Diệp Bắc Minh. Cho dù có cửa đồng ngăn cách cũng không thể ngăn cản được con mắt tò mò của cảnh giới tế đạo. Tiểu tử này đúng là có cá tính. Ngay cả khi đối mặt với bà, đã nhìn thấy sức mạnh của kiếm bất hủ, lại vẫn dám nói với bà như thế. Xem ra cậu thật sự không biết. Giọng nói của bất hủ cầm chậm lại. Cũng may cậu mới đạt tới pháp tắc luân hồi cấp 3. Nếu không thì, một khi cậu tu luyện đến cấp 4, cậu chết như thế nào cũng không biết. Hả? Bất hủ nhan sửng sốt, có chút khó tin, lão tổ, người đang đùa phải không? Chẳng lẽ pháp tắc luân hồi lại có khiếm khuyết, người tu luyện pháp tắc này sẽ bị phản vệ mà chết? Không phải. Bất hủ cầm lắc đầu. Giọng nói của Diệp Bắc Minh trở nên mưa lạnh lùng, đừng có chơi đố chữ nữa, có gì thì cứ nói đi. Bất hủ cầm nói, pháp tắc luân hồi một khi tu luyện đến cấp 4, trong đầu người tu luyện sẽ xuất hiện một số âm thanh thần bí. Âm thanh thần bí. Diệp Bắc Minh sửng sốt. Trong đầu hắn bây giờ sẽ xuất hiện một số âm thanh. Tuy nhiên, những âm thanh này đều do tháp càn khôn chấn ngục nói chuyện. Tiểu tháp, có liên quan gì đến ông không? Tháp càn khôn chấn ngục tức giận trả lời, liên quan đến tôi cái con khỉ. Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Diệp Bắc Minh, bất hủ cầm nói, âm thanh xuất hiện từ hư không, cũng biến mất trong hư không. Sau này, chúng ta tìm được một số người tu luyện pháp tắc luân hồi, khi tất cả bọn họ đều tu luyện đến cấp 4, trong đầu bọn họ liền xuất hiện thanh âm thần bí đó. Cuối cùng, đột nhiên chết thảm. Có người kiên trì tu luyện pháp tắc luân hồi đến cấp 5, nhưng phần lớn đều chết đột ngột ở cấp 4. Mí mắt Diệp Bắc Minh giật giật. Điều này thật quá kỳ lạ. Lẽ nào pháp tắc luân hồi thực sự có điều cấm kỵ nào đó, chỉ cần tu luyện thì sẽ xảy ra vấn đề sao? Có biết vì sao không? Không ai biết. Giọng nói của bất hủ cầm rất ngưng trọng, pháp tắc luân hồi quả thực rất mạnh. Nếu cùng cảnh giới mà triệu hồi được đạo đài luân hồi, gần như là vô địch. Cậu có lẽ là bị loại cảm giác mê hoặc đúng không? Đáng tiếc, cái giá cuối cùng của ưu điểm này chính là cái chết. Diệp Bắc Minh cười lạnh, bà cho rằng tôi sẽ sợ hãi sao? Cho dù cấp 4 có vấn đề, tôi tu luyện đến cấp 3 là dừng, chẳng phải là được sao? Ha ha, ngây thơ. Bất hủ cầm cười lạnh, người tu luyện pháp tắc luân hồi đều là sao chổi. Bố mẹ, người thân, bạn bè của cậu nhất định rất khốn khổ phải không? Vì sự tồn tại của cậu đã hấp thụ hết vận may của họ. Cho nên, bọn họ sẽ gặp nguy hiểm lớn, rất có thể sẽ mất mạng. Còn kẻ thù của cậu sẽ ngày càng nhiều. Nếu cậu dừng việc tu luyện pháp tắc luân hồi, cậu nghĩ rằng kẻ thù sẽ không giết cậu sao? Bọn họ sẽ ép cậu phải tiến lên.
Sớm muộn gì cậu cũng sẽ tiến vào cấp 4, đến lúc đó cậu sẽ biết ý của ta. Nghe xong những lời của Bất Hủ Cầm, Diệp Bắc Minh đứng yên ở chỗ cũ. Diệp Bắc Minh đã nghe nói về số phận của mình. Bây giờ một lần nữa nghe lại, trong lòng thấy hơi dao động. Lẽ nào bản thân hắn thật sự là sao chổi? Cho dù là vậy thì tôi cũng chỉ ảnh hưởng đến những người xung quanh tôi. Diệp Bắc Minh cau mày, liên quan gì đến người ngoài? Tại sao bà lại căm hận pháp tắc luân hồi như vậy? Giọng nói của Bất Hủ Cầm trở nên lạnh lùng, sau khi tiến vào cấp 4 thì cậu sẽ biết. Đạo đài luân hồi là một cái hố không đáy, nó sẽ không ngừng nuốt chửng sức mạnh của cậu từng giờ từng phút. Chỉ cần cậu không ngừng bổ sung sức mạnh, mới có thể cho đạo đài luân hồi ăn no được. Đợi đến khi tài nguyên của cậu không đủ nữa, cậu có thể làm gì? Người tu luyện pháp tắc luân hồi cuối cùng cũng sẽ đi vào con đường tương tự, điên cuồng cướp bóc. Một khi cậu bắt đầu cướp bóc, cậu cảm thấy bản thân cậu có trở thành kẻ thù của Bất Hủ tộc hay không? Nói xong, Bất Hủ Cầm nhìn Bất Hủ Nhan, vẻ mặt nghiêm túc, Nhan Nhi, cũng may là con và cậu ta không có quan hệ gì. Bằng không, nếu con thật sự là người phụ nữ của cậu ta, xui xẻo nhất định sẽ ập xuống đầu con. Tất cả may mắn trên người tiểu tử này đều là do hấp thụ vận may của những người xung quanh mà có. Nghe thấy câu này, sắc mặt Diệp Bắc Minh trở nên cực kỳ khó coi. Vận may của bố mẹ, vận may của 10 vị sư tỷ, vận may của 100 vị sư phụ. Còn có vận may của tất cả những người bạn tâm giao, chẳng lẽ đều bị hắn hút hết hay sao? Hắn có thể đi đến ngày hôm nay, chẳng lẽ thật sự là do đã dẫm đạp lên máu và nước mắt của mọi người hay sao? Tôi không tin. Diệp Bắc Minh kiên quyết lắc đầu, nếu như những người có liên quan đến tôi gặp xui xẻo, tôi tuyệt đối không thể đi được đến ngày hôm nay. Tôi cũng không tin, chỉ là một pháp tắc luân hồi mà có thể thay đổi vận mệnh của Diệp Bắc Minh tôi. Nhìn thấy Diệp Bắc Minh kiên định như vậy, Bất Hủ Cầm cũng không nói thêm nhiều. Bà cảnh cáo một câu, Diệp Bắc Minh, cậu lựa chọn như thế nào, tôi không quan tâm. Nếu có một ngày cậu dám cướp đoạt tài nguyên của Bất Hủ tộc, làm hại Nhan Nhi, ta sẽ không tha cho cậu. Nói xong, cậu có thể đi trước rồi, ta muốn nói với Nhan Nhi một vài chuyện. Bất Hủ Cầm trực tiếp ra lệnh tiễn khách. Diệp Bắc Minh cũng không muốn ở lại thêm nữa, liền xoay người rời đi. Chân trước vừa biến mất. Giọng nói của Bất Hủ Cầm rất ngưng trọng, Nhan Nhi, nhớ kỹ, tuyệt đối không được có bất kỳ tình cảm gì với người này. Lão Tổ, người đang nghĩ gì vậy? Con nhất định sẽ không đâu. Bất Hủ Nhan cảm thấy có chút chột dạ. Cô khẳng định hiện tại mình không thích Diệp Bắc Minh. Nhưng, trong thâm tâm, đã cảm thấy có chút kỳ lạ đối với người này. Vậy là tốt nhất. Bất Hủ Cầm rất hài lòng với câu trả lời này, liền thay đổi ngữ điệu. Cuộc so tài tông tộc 2 ngày nữa con có nắm chắc không? Chỉ cần con xếp hạng trong 10 người đứng đầu, đỉnh chủ đỉnh thứ 3 chính là con. Con đã thất bại 2 lần rồi, đây là cơ hội cuối cùng của con. Giọng điệu bà có chút ngưng trọng. Bất Hủ Nhan đã tham gia cuộc so tài tông tộc 2 lần rồi. Lần đầu tiên xếp hạng hơn 30. Lần thứ 2, xếp hạng thứ 17. 2 lần đều không lọt vào top 10. Cho nên cô không có tư cách kế thừa vị trí đỉnh chủ đỉnh thứ 3. Nếu thất bại 3 lần liên tiếp, cô sẽ vĩnh viễn mất đi tư cách kế thừa. Bất Hủ Nhan gật đầu, Lão Tổ, người yên tâm, con đã nói rõ với chị Lộng Nguyệt và anh Trục Nhật rồi. Cuộc so tài tông tộc lần này, bọn họ đảm bảo cho con lọt vào top 10. Bất Hủ Lộng Nguyệt, Bất Hủ Trục Nhật, Bất Hủ Cầm nghe thấy tên của 2 người. Liền cảm thấy yên tâm. Bất Hủ Lộng Nguyệt đến từ đỉnh thứ nhất núi Bất Hủ. Đại đạo cấp 8, đỉnh cao. Bất Hủ Trục Nhật đến từ đỉnh thứ 2 núi Bất Hủ. Đại đạo cấp 8, đỉnh cao. Cả hai đều là những người đáng tự hào của Bất Hủ tộc, những thiên tài hàng đầu trong thế hệ trẻ. Hai người cùng đảm bảo, xếp hạng của Bất Hủ Nhan lần này có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Bất Hủ Cầm tự lẩm bẩm, hai người này đều chưa tới 3 tỷ năm tuổi, đã là đại đạo cấp 8 rồi. Cuộc so tài tông tộc lần này là cơ hội để bọn họ tiến vào đại đạo cấp 9. Một khi thành công, thật sự có thể tiến vào cảnh giới tế đạo trước 3 tỷ tuổi. Bất Hủ Nhan mỉm cười, có chút nũng nịu, Lão Tổ, người cứ yên tâm đi. Cộng với pháp tắc luân hồi của Diệp Bắc Minh, cho dù không có chị Lộng Nguyệt và anh Trục Nhật, con nhất định có thể lọt vào top 10. Sau khi rời khỏi cánh cửa đồng ở vách đá, Diệp Bắc Minh lập tức truyền âm, Tiểu Tháp, Giao Trì. Hai người cảm thấy pháp tắc luân hồi có thật sự có vấn đề đó không?
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời, tiểu tử, trước đây chúng ta cũng đã thảo luận vấn đề này rồi. Tôi cho rằng không liên quan gì cả. Giao Trì trầm lặng, không nói gì. Diệp Bắc Minh cảm thấy có gì đó không đúng. Giao Trì, cô cho rằng thật sự là vì tôi đã hấp thu vận may của những người xung quanh sao? Giao Trì nói, ta không thể cho ngươi đáp án. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, thân phận trước đây của Giao Trì chính là đại đế, là một trong những người đứng đầu nguyên thủy chân giới, đến cô cũng không có đáp án. Tại sao? Diệp Bắc Minh truy hỏi. Giao Trì thở dài, Diệp Bắc Minh, chuyện luân hồi, quá huyền bí. Ngay cả ta cũng chưa hiểu rõ, đồng thời, ta cũng chưa từng nghiên cứu pháp tắc luân hồi. Cho nên không biết là chuyện gì, nếu như ngươi không sợ chết, có thể tu luyện pháp tắc luân hồi đến cấp 4 xem chuyện gì xảy ra rồi nói tiếp. Khi đang do dự, một giọng nói vang lên. Diệp Bắc Minh, Bất Hủ Nhan vừa cười vừa đi tới, vỗ vỗ vào vai hắn, đang suy nghĩ gì đấy. Không có. Không nói thì thôi, đi, tôi dẫn anh đi gặp hai người. Diệp Bắc Minh cau mày, suy nghĩ vài giây rồi nói, cô Nhan, tôi nghĩ tôi nên tạm biệt rồi. Hắn định rời khỏi Bất Hủ Nhan, một mình đi tìm vị trí nhà ngục số 6. Bất Hủ Càn Khôn đã chết. Người của đỉnh thứ 7 núi Bất Hủ chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Ở bên cạnh Bất Hủ Nhan, mục tiêu quá lớn. Rất có thể người của đỉnh thứ 7 sẽ báo thù. Đôi mắt đẹp của Bất Hủ Nhan mở to, này, như vậy mà đã muốn đi rồi. Bây giờ toàn bộ Bất Hủ tộc đều biết anh là người đàn ông của tôi. Anh đi rồi, chẳng phải tôi sẽ mất hết thể diện sao? Diệp Bắc Minh nói, dù sao cũng chỉ là giả. Bất Hủ Nhan có chút tức giận, là giả, nhưng mọi người đều biết rồi. Tôi mặc kệ, anh không được đi, lần này anh nhất định phải giúp tôi. Còn hai ngày nữa là cuộc so tài tông tộc của Bất Hủ tộc bắt đầu rồi. Chúng ta sẽ tiến vào một thế giới không gian rộng lớn, ít nhất sẽ ở trong đó 10 ngày. Anh đi cùng tôi, ít nhất tôi phải lọt vào top 10. Sắc mặt Diệp Bắc Minh có chút trầm xuống. Hắn làm gì có thời gian để tham gia cuộc so tài tông tộc với Bất Hủ Nhan chứ? Vừa định từ chối. Bất Hủ Nhan bổ sung thêm một câu, đúng rồi, thế giới không gian kia rất lớn, trước đây hình như là một nhà tù nào đó. Sau này, tổ tiên của Bất Hủ tộc đã cải tạo nó, biến nó thành nơi tổ chức cuộc so tài tông tộc. Nhà tù số 6. Diệp Bắc Minh ngẩng đầu nhìn chằm chằm Bất Hủ Nhan. Đúng, đúng, đúng. Hình như là cái gì mà nhà tù số 6. Bất Hủ Nhan gật đầu, đặt một ngón tay lên cằm. Chết tiệt. Đi mòn cả giày sắt không tìm ra, không ngờ chỉ tốn chút sức lại thấy. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục không nhịn được, truyền âm, tiểu tử, tôi nhớ vận may của cậu, luôn là như thế này. Diệp Bắc Minh không chút do dự, mỉm cười với Bất Hủ Nhan, cô Nhan, tôi đột nhiên phát hiện ra, là đàn ông phải có trách nhiệm. Hả? Bất Hủ Nhan đỏ mặt, trừng mắt nhìn Diệp Bắc Minh, anh nói linh tinh cái gì vậy? Anh không phải là người đàn ông của tôi. Nó không quan trọng. Diệp Bắc Minh cười, cuộc so tài tông tộc lần này, tôi nhất định sẽ giúp cô. Được rồi, cũng không biết anh bị làm sao nữa, thay đổi nhanh như vậy. Bất Hủ Nhan lẩm bẩm. Ánh mắt cô rơi vào cánh tay bị gãy của Diệp Bắc Minh. Vết thương trên vai hắn vẫn đang rỉ máu. Xương trắng dày đặc. Cánh tay này anh đừng tái tạo lại nữa, muộn nhất đêm nay tôi sẽ cho anh một quả bất hủ. Bất Hủ Nhan ra tay, băng bó vết thương cho Diệp Bắc Minh. Đi thôi, tôi dẫn anh đi gặp hai người trước, những cái khác nói sau. Xoay người. Cô dẫn theo Diệp Bắc Minh, đi về hướng khác. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục truyền âm, tiểu tử, cô gái này đối xử với cậu rất tốt. Trước đây còn vì cậu mà ra tay với Bất Hủ Càn Khôn, cậu chắc chắn muốn lừa cô ấy như này sao? Sắc mặt Diệp Bắc Minh liền dao động, nhìn bóng lưng của Bất Hủ Nhan. Bỏ đi, việc tìm đế thi quan trọng hơn, cùng lắm là đảm bảo cô ấy lọt vào top 10. 15 phút sau, hai người đến một đỉnh núi Bất Hủ khác, tiến vào một điện vũ cực kỳ xa hoa. Điện vũ rất lớn và có thể chứa hơn 100.000 người. Lộng lẫy và tráng lệ, giống như thiên cung vậy. Nhưng bên trong điện vũ lại hoàn toàn trống rỗng. Chỉ có khoảng 30 thanh niên nam nữ đang uống rượu và xem một nhóm thiếu nữ nhảy múa giữa đại điện. Đám người Bất Hủ Hằng, Bất Hủ Vũ, Bất Hủ Băng, Bất Hủ Huyền, Bất Hủ Thiến cũng có mặt. Trước đây, ngồi cùng với Bất Hủ Bất Bại. Lúc này, trong đại điện hơn 30 người này, chỉ có thể ngồi cuối. Nhan Nhi tới rồi. Vừa bước vào đại sảnh,
một người phụ nữ mặc váy trắng như tuyết, đôi chân thon dài, bộ ngực đầy đặn và tỷ lệ cơ thể hoàn hảo đã lên tiếng. Soạt. Đột nhiên, 30 mấy ánh mắt cùng lúc đổ dồn vào hai người họ. Các cô gái đang nhảy múa cũng lần lượt dừng lại. Lùi xuống một cách có trật tự như một đàn cá đang bơi. Bất Hủ Nhan kéo Diệp Bắc Minh đi đến giữa đại điện, chị Lộng Nguyệt, anh Trục Nhật, đây chính là Diệp Bắc Minh, người chồng mà em đã chọn. Bắc Minh, đây là chị Lộng Nguyệt và anh Trục Nhật. Bất Tử Lộng Nguyệt nhìn khoảng 20 tuổi. Bất Tử Trục Nhật trông già hơn, khoảng 23, 24 tuổi. Trên thực tế, tuổi thật của họ là gần 3 tỷ năm tuổi. Xin chào mọi người. Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu với hai người. Không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo. Mọi người có mặt đều sững sờ trong giây lát. Bất Hủ Trục Nhật cười thú vị, Nhan Nhi, chồng của em khá thú vị đấy. Anh nghe nói một giờ trước khi trời sáng, vừa phế một tay của Bất Hủ Bất Bại. Đúng vậy. Bất Hủ Nhan gật đầu. Trong lời nói không hề có ý đùa giỡn. Bất Hủ Trục Nhật bình tĩnh nhìn Diệp Bắc Minh, giống như một trưởng lão, nói, sức mạnh của anh quả thực rất lớn. Đáng tiếc, đối với tu võ giả nắm giữ sức mạnh pháp tắc, chiến đấu bằng sức mạnh thể chất là cách ngu ngốc nhất. Đối thủ ở bên ngoài hàng chục nghìn mét, một sức mạnh pháp tắc là có thể giết chết rồi, lẽ nào còn đợi anh lại gần đấm bay sao? Bất Hủ Bất Bại quá ngu ngốc, đến 1/10 sức chiến đấu của mình cũng không thể hiện ra được, cho nên mới thua anh. Đừng tự mãn, nghĩ rằng mình thực sự mạnh, biết không? Sau một bài giảng dài, Diệp Bắc Minh nhàn nhạt thốt ra một chữ, ồ. Thái độ này khiến Bất Hủ Trục Nhật đột nhiên sa sầm mặt, ha ha. Tiểu tử này, 30 mấy người còn lại đều trố mắt nhìn. Ba người Bất Hủ Hằng, Bất Hủ Vũ, Bất Hủ Băng cau mày, có chút lo lắng nói, anh Diệp, anh cố gắng khách khí một chút, địa vị của Bất Hủ Trục Nhật trong Bất Hủ tộc rất cao. Nếu anh đắc tội với anh ta như vậy, sau này anh khó có thể hòa hợp với Bất Hủ tộc. Cảm ơn. Diệp Bắc Minh dùng truyền âm trả lời một câu. Cùng cảnh giới, hắn là vô địch. Trong một cảnh giới lớn, hắn cũng vô địch. Bất Hủ Bất Bại cách hắn hai cảnh giới lớn, 20 mấy cảnh giới nhỏ. Cần Bất Hủ Trục Nhật nói sao? Còn dùng giọng điệu như trưởng bối thế nữa. Giả vờ cái mẹ gì chứ? Nếu không phải nể mặt Bất Hủ Nhan, Diệp Bắc Minh nói một tiếng ồ là đã tôn trọng Bất Hủ Trục Nhật rồi. Mũi của Bất Hủ Lộng Nguyệt hơi co giật, liếc nhìn Diệp Bắc Minh một cái. Chỉ vào một cái bàn phía sau, ngồi đi. Diệp Bắc Minh không thèm so đo về vị trí, liền đi tới ngồi xuống. Bất Hủ Nhan đang chuẩn bị đi đến ngồi cùng với Diệp Bắc Minh. Nhan Nhi, em đến chỗ chị. Bất Hủ Lộng Nguyệt nói. Bất Hủ Nhan liếc mắt nhìn Diệp Bắc Minh, thấy hắn đã ngồi xuống, không có phản ứng gì, liền ngồi xuống bên cạnh Bất Hủ Lộng Nguyệt. Rất nhanh. Mấy người hầu nữ bưng tới một đĩa thịt thú và một bình rượu. Một mùi cực kỳ nồng nặc xông tới. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói, tiểu tử, đây là thịt ma thú, hơn nữa phẩm chất không thấp. Nó ẩn chứa rất nhiều năng lượng, cậu vừa mới bị thương, ăn nhiều thịt thú này một chút. Diệp Bắc Minh cầm một miếng thịt thú lên, trực tiếp nhét vào miệng. Cũng không quan tâm đến hình tượng. Hồi phục vết thương mới là quan trọng. Yo yo yo, ở đâu ra tên quê mùa này, ăn vội ăn vàng thế. Giống như chưa từng thấy bao giờ vậy, Bất Hủ Thiến nói bóng nói gió. Diệp Bắc Minh cầm ly rượu lên, lập tức hất ra. Bất Hủ Thiến không kịp phản ứng. Quan trọng hơn là cô ta không ngờ rằng Diệp Bắc Minh lại dám hất rượu vào người cô ta. Cho nên, cô ta bị hất rượu đầy mặt. Vô cùng nhếch nhác. Diệp Bắc Minh, anh điên rồi à? Bất Hủ Thiến gầm lên, tức giận đứng dậy. Diệp Bắc Minh cười lạnh, cô cho rằng tôi nghe không hiểu sự mỉa mai đúng không? Tôi chính là người đàn ông của đỉnh chủ đỉnh thứ ba tương lai đấy. Cô cho rằng cô là ai? Ở trước mặt tôi nói bóng nói gió. Nếu cô còn dám nói nhảm một câu nữa, tôi sẽ xé nát miệng cô đấy. Bất Hủ Thiến là đại đạo cấp 6. Thực lực này căn bản không phải là đối thủ của Diệp Bắc Minh. Bất Hủ Tiên lại không biết tất cả những điều này, tức giận run rẩy ngồi xuống. Diệp Bắc Minh, anh chờ đấy cho tôi. Một luồng sức mạnh nóng rực bộc phát, rượu trên người cô ta lập tức bốc hơi. Bất Hủ Lộng Nguyệt nhàn nhạt nói, Nhan Nhi, tính tình chồng tương lai của em có vẻ không tốt lắm. Bất Hủ Nhan mỉm cười, anh ấy à, giống em. Tính tình của em cũng không tốt, ai dám ức hiếp em, cho dù chỉ nói em vài câu, em cũng không chịu đựng nổi, tức giận ngay tại chỗ. Đùa gì chứ,
lại dám mỉa mai người của đỉnh thứ ba. Không biết cố ý hay vô ý, ánh mắt cô quét qua Bất Hủ Thiến. Ta nhịn, Diệp Bắc Minh, còn có Bất Hủ Nhan, các người đợi đấy. Bất Hủ Thiến đã nảy sinh ý muốn giết người. Đợi anh bất bại tiến vào đại đạo cấp 9, sau này lại tiến vào cảnh giới tế đạo, các người đều phải chết. Rất nhanh, Diệp Bắc Minh đã ăn hết đĩa thịt của mình. Bất Hủ Trục Nhật mỉm cười nói, anh Diệp, ăn nhanh vậy, xem ra anh thật sự đói rồi. Có cần tôi đưa anh đĩa của tôi không? Được. Diệp Bắc Minh gật đầu. Vừa giơ tay lên, một luồng sức mạnh ập đến. Trước mặt Bất Hủ Trục Nhật, một đĩa lớn đầy thịt dao long bay lên, đáp xuống trước mặt Diệp Bắc Minh. Không có bất kỳ sự xấu hổ nào. Ăn sạch sẽ toàn bộ. Sắc mặt Bất Hủ Trục Nhật tối sầm. Loại thịt dao long này rất hiếm, ăn vào có thể khôi phục rất nhiều tinh khí, ngay cả anh ta cũng chỉ ăn qua mấy lần, là một loại thuốc bổ tuyệt đối, là một thứ đồ tốt. Vốn dĩ anh ta muốn khiến Diệp Bắc Minh mất mặt, xấu hổ. Không ngờ tên này lại vô liêm sỉ như vậy. Ngay cả phần của anh ta cũng ăn mất. Ăn xong, Diệp Bắc Minh nhìn xung quanh, còn ai không muốn ăn không? Đưa hết cho tôi đi. Mọi người vội vàng cúi đầu, ăn thịt dao long trên đĩa của mình. Sắc mặt của Bất Hủ Trục Nhật lạnh lùng, đột nhiên nói. Anh Diệp, tôi nghe nói anh có mẫu thạch hỗn độn, còn có máu hỗn độn, có thật không? Những lời này vừa nói ra. Mọi người đều dừng lại. Ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Diệp Bắc Minh. Mẫu thạch hỗn độn, máu hỗn độn, thật hay giả? Đây là thứ đủ để khiến toàn bộ nguyên thủy chân giới hoàn toàn điên cuồng. Diệp Bắc Minh lau khóe miệng, nhàn nhạt nói, xem ra chuyện của Thành Hồng Hoang anh biết không ít nhỉ. Đúng vậy, tôi thật sự có mẫu thạch hỗn độn, còn có máu hỗn độn. Nói xong, Diệp Bắc Minh giơ tay lên. Một viên mẫu thạch hỗn độn, một lọ nhỏ máu hỗn độn xuất hiện trên mặt bàn. Tang, tang, tang. Khoảnh khắc nhìn thấy hai thứ này, hơn 30 người có mặt. Bao gồm cả ba người Bất Hủ Trục Nhật, Bất Hủ Lộng Nguyệt, Bất Hủ Nhan đều kinh ngạc đứng dậy. Trợn tròn mắt, há hốc miệng, nhìn chằm chằm vào mẫu thạch hỗn độn và máu hỗn độn. Anh Diệp, tôi muốn hai thứ này, cho dù anh đòi giá bao nhiêu cũng được. Chỉ cần là đồ của Bất Hủ tộc, tôi đều có thể đồng ý đưa cho anh. Bất Hủ Trục Nhật thở gấp, sắc mặt đỏ bừng. Đôi mắt anh ta càng đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào hai thứ đó. Nếu không phải vì giữ thân phận của mình, anh ta muốn trực tiếp cướp đi rồi. Diệp Bắc Minh cười gật đầu, được, dùng kiếm Bất Hủ để đổi đi. Vừa nghe thấy những lời này, tất cả mọi người bàng hoàng tỉnh táo lại, lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh. Kiếm Bất Hủ chính là binh khí đại đế của tộc Bất Hủ. Thế mà Diệp Bắc Minh dám mơ ước nó. Từ đầu đến cuối, Bất Hủ Trục Nhật vẫn không thể rời mắt khỏi mẫu thạch hỗn độn và máu hỗn độn. Trừ kiếm Bất Hủ ra, những thứ khác, tôi đều có thể giải quyết. Trừ kiếm Bất Hủ ra, tôi cũng không có hứng thú với thứ khác. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Rồi định thu hồi mẫu thạch hỗn độn và máu hỗn độn. Bất Hủ Trục Nhật lắc mình lao đến trước người Diệp Bắc Minh, đôi tay nhanh chóng vươn ra chộp lấy mẫu thạch hỗn độn và máu hỗn độn. Chỉ với một ý niệm, Diệp Bắc Minh đã thu hồi mẫu thạch hỗn độn và máu hỗn độn. Bất Hủ Trục Nhật chộp hụt. Soảng. Cái bàn hóa thành bột phấn, gạch lát sàn cũng nổ tung. Diệp Bắc Minh buồn cười, thương lượng không thành công, định cướp đấy à? Bất Hủ Trục Nhật giận dư hét lên, thằng kia, muốn kiếm Bất Hủ hả? Anh cũng xứng à? Hàn ý ngưng tụ. Năm ngón tay bè ra, không hề lưu tình chộp đến cổ Diệp Bắc Minh. Đôi mắt Diệp Bắc Minh lóe lên, chuẩn bị phản kích. Đột nhiên, Trục Nhật, dừng tay. Một giọng nói trong trẻo vang lên. Bàn tay của Bất Hủ Trục Nhật dừng lại cách Diệp Bắc Minh nửa mét. Anh ta quay đầu lại, hai mắt đỏ ngầu nhìn Bất Hủ Lộng Nguyệt, vật này rất quan trọng với tộc Bất Hủ ta, chỉ cần có được chúng, là có thể tạo ra một cơ thể có thể chất hỗn độn. Diệp Bắc Minh vạch trần thẳng, là quan trọng với tộc Bất Hủ hay quan trọng với anh? Những người đang có mặt tại đây đã sợ tái mặt rồi. Tên nhóc này cứng quá. Diệp Bắc Minh, anh muốn chết à? Bất Hủ Trục Nhật xanh mặt. Bất Hủ Lộng Nguyệt quát, Bất Hủ Trục Nhật, ngay cả lời chị nói em cũng không nghe nữa à? Cút về đi. Vâng. Bất Hủ Trục Nhật hung dữ trừng mắt nhìn Diệp Bắc Minh một cái. Sau đó quay người về chỗ ngồi của mình. Diệp công tử. Bất Hủ Lộng Nguyệt đang định nói. Diệp Bắc Minh quay người lại, cất bước đi ra ngoài đại điện, đây chính là đạo đãi khách của Bất Hủ Thương à.
làm người ta quá thất vọng. Anh hoàn toàn không cho Bất Hủ Lộng Nguyệt cơ hội nói chuyện. Vừa ra khỏi đại điện, Giao Chỉ truyền âm, Diệp Bắc Minh, người có ý gì vậy? Người còn chê kẻ địch không đủ đông à? Lấy mẫu thạch hỗn độn và máu hỗn độn ra một cách tùy tiện, thế chẳng phải là làm cho người ta đỏ mắt nhìn ngươi à? Diệp Bắc Minh cười lắc đầu, Tiểu Tháp, ông giải thích cho cô ấy đi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói, thứ nhất, sau sự việc ở thành Hồng Hoang, mẫu thạch hỗn độn và máu hỗn độn đã bị lộ, tộc Bất Hủ chắc chắn biết rồi. Có giấu cũng vô dụng, chỉ bằng thừa nhận luôn. Thứ hai, tên nhóc này chắc chắn không có ý tốt, bổn tháp phỏng đoán, cậu ta đang dụ người của tộc Bất Hủ tới giết cậu ta đấy. Diệp Bắc Minh giật giật khóe miệng, Tiểu Tháp, ông đừng có nói khó nghe thế, cái gì mà dụ hả? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười, nhóc con, cậu cong mông một cái là ta biết cậu định làm gì. Giao Chỉ lạnh giọng nói, chỗ này là núi Bất Hủ, cho dù bọn họ ra tay với ngươi. Ngươi có giết được bọn họ không? Diệp Bắc Minh lắc đầu. Thở dài, Giao Chỉ, cô là đại đế thật à? Sao chẳng có tí mưu lược nào vậy? Tiểu Tháp, ông trả lời đi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói thầm, nhóc con, cậu giữ thể diện cho cô ấy tí đi. Hai ngày tới. Đám người này của tộc Bất Hủ chắc chắn sẽ không ra tay, phải đợi đến hai ngày sau. Hai ngày sau á? Giao Trì ngạc nhiên, sau đó lập tức phản ứng lại, nhà tù số 6. Cuộc chiến tông tộc. Hít, Diệp Bắc Minh, người định tóm cả mẻ những người có địch ý với người đấy à? Thế thì độc ác quá. Không đợi Diệp Bắc Minh trả lời. Ê, Diệp Bắc Minh. Bất Hủ Nhan đuổi kịp, hơi giận hỏi, anh chạy nhanh thế làm gì hả? Chị Lộng Nguyệt đang định xin lỗi anh rồi mà. Sao anh không nể mặt chị ấy? Chị Lộng Nguyệt là chị cả của tộc Bất Hủ chúng tôi, con người chị ấy tốt lắm. Diệp Bắc Minh nhìn cô ta, cho nên cô tới để nói giúp cô ta à? Tôi. Bất Hủ Nhan sững sờ. Sau đó quả quyết lắc đầu. Không phải, chị Lộng Nguyệt bảo tôi xin lỗi anh hộ chị ấy. Nhưng tôi cho rằng, hành vi của anh Trục Nhật quá đáng thật sự, hơn nữa tôi còn nhận ra anh ấy có ý định giết anh. Nói xong, đôi mắt xinh đẹp của Bất Hủ Nhan trầm xuống, lâm vào trầm tư. Lát sau, cô ta hít sâu một hơi, Diệp Bắc Minh, hay là cuộc chiến tông tộc hai ngày sau, anh đừng đi nữa. Anh cứ trốn ở chỗ tôi trước đã, đợi mọi người tiến vào cuộc chiến tông tộc hết, anh cầm lệnh bài của tôi rồi rời khỏi tộc Bất Hủ. Cô ta lấy ra một miếng lệnh bài màu vàng, nhét vào tay Diệp Bắc Minh. Có lệnh bài này, trừ cấm địa của tộc Bất Hủ ra, những nơi khác đều đi được hết. Diệp Bắc Minh ngẩn ngơ, cô nhóc này hơi ngốc thì phải. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, cậu tưởng ai cũng đầy bụng mưu kế như cậu à? Không mưu tính không được á. Cậu đừng hại cô bé này. Tôi không yêu đương với cô ấy, chắc là không có chuyện gì đâu. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Giao Chỉ không kìm được bật ra một câu, người đúng là mặt dày. Thấy Diệp Bắc Minh ngẩn người. Bất Hủ Nhan kéo tay anh ngẩn người gì vậy? Mau cất lệnh bài đi. Sau đó đi theo tôi, vừa nãy lão tổ truyền âm cho tôi rồi. Quả Bất Hủ của đỉnh thứ 7, chắc là đưa đến rồi đấy. Trong đại điện, mọi người đã đi hết rồi, chỉ còn có Bất Hủ Lộng Nguyệt và Bất Hủ Trục Nhật. Chị Lộng Nguyệt, vừa nãy sao chị lại cản em? Bất Hủ Trục Nhật nghiến răng nói, nếu em động thủ, vừa nãy mẫu thạch hỗn độn và máu hỗn độn đã rơi vào tay chúng ta rồi. Bất Hủ Lộng Nguyệt lạnh lùng liếc anh ta một cái. Sau đó quát không thương tiếc, Bất Hủ Trục Nhật, em muốn làm cái gì hả? Diệp công tử là vị hôn phu của Nhan Nhi, em mà dám ra tay với anh ta thì chị sẽ không tha cho em đâu. Nhưng đó là mẫu thạch hỗn độn và máu hỗn độn đấy. Ánh mắt Bất Hủ Trục Nhật hừng hực như lửa, chỉ cần tạo ra thể chất hỗn độn, em sẽ là vô địch. Thể chất hỗn độn, ý nghĩa của ba từ này thật sự quá khủng bố. Không có rào cản cảnh giới. Có thể tăng lên một cảnh giới lớn để giết địch. Đại đạo chi thượng tầng 1 ngang với cảnh giới tế đạo tầng 1. Đại đạo chi thượng tầng 8, ngang với cảnh giới tế đạo tầng 8. Đây là khái niệm gì? Thiên hạ vô địch đấy. Bất Hủ Lộng Nguyệt lạnh nhạt nhìn anh ta, cho nên. Em định từ bỏ thái dương thần thể của em, trở thành cơ thể có thể chất hỗn độn hả? Chẳng nhẽ không được. Bất Hủ Trục Nhật ngẩn ra, thái dương thần thể của em so sánh với thể chất hỗn độn thì đúng là phế vật. Ánh mắt của Bất Hủ Lộng Nguyệt đầy thất vọng. Trục Nhật à, không có thể chất phế vật, chỉ có tu võ giả vô dụng thôi. Đại đế của tộc Bất Hủ ta, ban đầu chỉ là một người trần bình thường. Hơn nữa,
Thể Nguyệt Thần của chị cảm nhận được một tia uy hiếp, vị Diệp công tử này tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Vừa nãy, nếu em mà ra tay với anh ta, xác suất trên 50% là em sẽ chết. Bất Hủ Trục Nhật mở to mắt, sao có thể chứ? Chị Lộng Nguyệt, chị dọa em đúng không? Bất Hủ Lộng Nguyệt nghiêm túc lắc đầu, chị không đùa với em. Nhớ kỹ, đừng có ý đồ gì với Diệp công tử, kể cả trong tay anh ta có mẫu thạch hỗn độn và máu hỗn độn. Hai thứ này, không phải bảo vật, mà là bùa đòi mạng của thần chết. Cảnh cáo xong, Bất Hủ Lộng Nguyệt quay người rời đi. Để lại Bất Hủ Trục Nhật đứng yên tại chỗ, nét mặt thay đổi bất định. Hừ, chỉ là một tên cảnh giới đại năng tầng 5 thôi mà, có thể uy hiếp được mình chắc. Mẫu thạch hỗn độn và máu hỗn độn, mình muốn hết. Năm ngón tay nắm lại, mạng của tên này, mình cũng muốn. Đây chính là quả bất hủ sao. Trong một sân vườn đẹp đẽ và lộng lẫy ở đỉnh núi bất hủ thứ ba. Diệp Bắc Minh nhìn cái quả màu xanh chỉ to bằng nắm đấm trước mặt. Trông không có gì đặc biệt, cũng không có mùi thơm gì, trông cứ như một loại quả bình thường. Bất Hủ Nhan nói, anh đừng coi thường nó. Quả bất hủ, ngưng tụ tinh hoa của núi bất hủ, mỗi ngọn núi bất hủ, 10 tỷ năm mới kết ra một quả. Anh có biết 10 tỷ năm là bao lâu không? Một lão tổ cảnh giới tế đạo, tuổi thọ cũng chỉ khoảng 10 tỷ năm thôi. Cô ta cẩn thận cầm quả bất hủ, đặt vào lòng bàn tay Diệp Bắc Minh. Nhất thời, một cỗ năng lượng cực kỳ hùng hậu truyền ra từ trong quả bất hủ. Giống như một mặt trời, năng lượng vô cùng vô tận. Mau ăn nó đi, quả bất hủ có hiệu quả thần kỳ trong việc phục hồi cơ thể bị tổn thương đấy. Bất Hủ Nhan đỏ mặt, cho dù hóa thành một làn xương máu, chỉ còn lại thần hồn. Chỉ cần có quả bất hủ, cơ thể sẽ hồi phục hoàn toàn, cảnh giới cũng không bị tụt. Diệp Bắc Minh ngạc nhiên. Mạnh thế á? Thế chẳng phải ngang với có thêm cái mạng thứ hai à? Cứ cho tôi như vậy, chỉ vì giúp tôi khôi phục một cánh tay, cô không thấy lãng phí à? Hừ hừ. Bất Hủ Nhan khẽ hừ một tiếng, anh là người đàn ông của tôi, có gì mà lãng phí? Hả? Diệp Bắc Minh ngẩn ra. Ách, ý tôi là, mọi người đều cho rằng anh là người đàn ông của tôi, quả bất hủ này cũng là thứ mà tôi đoạt được từ đỉnh bảy, anh không ăn há chẳng phải sẽ bị lộ à? Con người của Bất Hủ Nhan chuyển động. Vội vàng chuyển chủ đề. Thôi được rồi, mau ăn đi. Tôi sẽ kích hoạt trận pháp của đây, sẽ không có ai quấy rầy anh đâu. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng, vội vàng trốn đi. Giây tiếp theo. Trận pháp ở đại điện được kích hoạt, mọi thứ bên ngoài đều không thể ảnh hưởng đến Diệp Bắc Minh. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười nhẹ, nhóc con, xem ra mối tình này không phải cậu muốn không yêu đương mà được. Diệp Bắc Minh giật giật khóe miệng, sức hút của tôi, có phải mạnh quá không nhỉ? Tôi thật sự không muốn hại cô ấy. Sao chỉ nghe một người một tháp trò chuyện mà không chịu nổi, Diệp Bắc Minh, người có ăn quả bất hủ này không hả? Bổn đế phát hiện, vật này cũng có hiệu quả đối với việc phục hồi khí huyết của ta. Đương nhiên là có ăn. Diệp Bắc Minh không hề do dự. Nuốt cả quả bất hủ. Trong nháy mắt, huyết dịch trong cơ thể sôi sùng sục, cổ họng nóng rát, toàn thân như bị ném vào trong nham thạch nóng chảy. Chỗ cánh tay ngứa ngáy không chịu nổi. Máu thịt nhanh chóng sinh ra. Sau vài hơi thở, xương, mạch máu, cơ bắp, da thịt đều đã mọc lại hoàn toàn. Hơn nữa dược hiệu còn chưa hết. Dược lực khủng bổ xông loạn trong cơ thể Diệp Bắc Minh, đôi mắt lập tức đỏ ngầu. Tiểu tháp, tôi cảm giác tôi sắp nổ tung rồi. Giây tiếp theo, bề mặt da của Diệp Bắc Minh bắt đầu rỉ máu. Cả người, nhoáng cái hóa thành người tuyết. Không ổn rồi, dược lực của quả bất hủ này quá mạnh. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cả kinh, đang định ra tay hỗ trợ. Giọng của Giao Chỉ vang lên, đừng lộn xộn, cơ duyên của tên nhóc này đến rồi. Nói xong, một bàn tay đứt bay ra từ trong Tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Giao Chỉ ở phía trước cơ thể Diệp Bắc Minh, hai ngón tay bắn ra một giọt máu. Diệp Bắc Minh, hấp thu máu của bổn đế, kết hợp với quả bất hủ. Sẽ có hiệu quả bất ngờ. Bỏ lại câu này. Bàn tay đại đế lại quay vào Tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Diệp Bắc Minh lập tức hấp thu đế huyết, sau đó anh ngạc nhiên phát hiện, trong cơ thể mình có một luồng sức mạnh dùng mãi không hết. Gào. Xương sống phía sau còn vặn vẹo điên cuồng hơn. Một con huyết long dữ tợn khủng bố, ngưng tụ thành huyết ảnh. Sau lưng huyết long, 9 con ma long màu đen hiện ra. Đồng thời,
Một con mắt thần ma ở mi tâm Diệp Bắc Minh cũng đột ngột mở ra, tỏa ra ánh sáng chết chóc. Giết! Diệp Bắc Minh cực kỳ hung bạo, hét lên một tiếng. Đấm một quyền. Ầm ầm ầm. Một cảnh tượng không thể tin nổi đã xuất hiện, vùng hư không đằng trước hoàn toàn sụp đổ, gần 100 thước vuông không gian phía trước bị Diệp Bắc Minh đấm một quyền thành hư vô. Đù, sao có thể chứ? Diệp Bắc Minh kinh hô, không dám tin một quyền này là do mình đánh ra. Uy lực của một quyền này, ít nhất phải mạnh bằng 10.000 con rồng. Sức mạnh cơ bắp của tôi, cùng lắm chỉ 3.050 con rồng mới đúng. Ăn một quả bất hủ, một giọt đế huyết, sức mạnh liền tăng gấp 3 sao. Không ai có thể hiểu được sự kinh ngạc của Diệp Bắc Minh lúc này. Sức mạnh của một quyền bằng 10.000 con rồng. Khái niệm gì đây? Cảnh giới tế đạo không sử dụng sức mạnh võ thuật, chỉ dựa vào sức mạnh cơ bắp đấm một quyền mà đấm ra được sức mạnh 10.000 con rồng cũng còn đang khó đây. Diệp Bắc Minh, trước tiên đừng vội, vận dụng sức mạnh võ đạo của ngươi nữa đi. Giao Trì nói. Được. Diệp Bắc Minh triệu hồi đạo đài luân hồi ra, toàn bộ sức mạnh trong cơ thể đều bùng nổ. Trời long đất lở, đất rung núi chuyển. Gần 500 thước vuông không gian hoàn toàn lún xuống, bị chôn vùi. May mà đang ở đạo đài luân hồi, tất cả đều khôi phục được. Không thì, cái đại điện này sẽ sụp đổ mất. Giao Trì cười nhẹ, ha ha, cũng không tồi. Dưới sự gia cố của sức mạnh võ đạo, lực đạo vào khoảng 30.000 con rồng. Ánh mắt Diệp Bắc Minh ngưng trọng, nếu tôi đốt thêm tinh huyết, đại khái có thể bộc phát ra sức mạnh 40.000 con rồng. Tiểu Tháp, lại cộng thêm hỗ trợ của ông nữa, đại khái có thể tăng lên mấy vạn con rồng. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục bật ra một câu, bổn tháp giúp cậu bạo phát, có thể tăng gấp mấy lần đấy. Một kích toàn lực của cậu, sẽ vào khoảng 80.000 con rồng. Nhưng chỉ được một đòn, sau một đòn này, tôi sẽ hút cạn toàn bộ sức lực của cậu. Diệp Bắc Minh gật đầu suy nghĩ. Trừ phi gặp phải tình thế bất đắc dĩ, nếu không tất nhiên không thể chơi như vậy. Nhưng vậy cũng đủ rồi. Diệp Bắc Minh nhếch môi cười, ha ha, lực đánh 80.000 con rồng. Có thể đánh một trận với cảnh giới tế đạo rồi nhỉ? Giao Trì hừ lạnh một tiếng, nhóc con, người nghĩ nhiều rồi. Người giết được Thái Ất Mạc, đó là vì ông ta ngu, không coi ngươi ra gì. Nếu không, người chết chắc chắn là ngươi. Cảnh giới tế đạo tầng 1, tiện tay đánh một trưởng cũng mang sức mạnh hơn 100.000 con rồng. Cảnh giới tế đạo tầng 2, sức mạnh bạo phát ra chắc chắn sẽ từ 300.000 con rồng trở lên. Tầng 3. Sức mạnh 500.000 con rồng. Tầng 4, đánh ra sức mạnh 1 triệu con rồng cũng không thành vấn đề, những cái này toàn là những cái cơ bản nhất, nếu họ mà liều mạng thì còn cao hơn. Người có còn cảm thấy mình có thể đánh một trận với cảnh giới tế đạo nữa không? Diệp Bắc Minh sững sờ đứng yên tại chỗ, như bị người ta tạt một chậu nước lạnh vậy. Nhưng, sức lực 80.000 con rồng, đối phó với những người ở dưới cảnh giới tế đạo, có thể áp đảo một cách triệt để. Răng rắc. Đột nhiên, đạo đài luân hồi dưới chân trở nên rung động dữ dội, không gian xung quanh vặn vẹo, toàn bộ đạo đài luân hồi như biến thành một xoáy nước. Ong! Cảnh sắc xung quanh chợt thay đổi. Dưới chân Diệp Bắc Minh, không còn là đạo đài luân hồi nữa, mà là vực sâu màu đen vô tận. Tựa như trong nháy mắt, sẽ ngã vào trong hắc động. Giây tiếp theo, trong đầu vang lên một giọng nói cực kỳ lạ lẫm, phép tắc luân hồi tầng 4, cuối cùng lại có người vào tới tầng này rồi. Ta mặc kệ ngươi là ai, cho ta biết tên ngươi. Vị trí ngươi đang ở, và thời không ngươi đang ở. Không thì, chết. Diệp Bắc Minh cả kinh. Phép tắc luân hồi, tầng 4. Lẽ nào đây chính là âm thanh kỳ lạ đó? Ngươi là ai, đây là nơi nào? Đối mặt với giọng nói quái dị kia, Diệp Bắc Minh không hề trả lời. Một giọng nói xa lạ cười lạnh, tên của bổn tọa mà ngươi cũng có thể hỏi sao? Nếu không nói, ngươi sẽ chết. Trong hư không nứt ra một luồng ánh sáng. Một luồng khí tức cực kỳ hung hãn hướng về phía Diệp Bắc Minh. Gần như ngay lập tức, đã đến trước mặt hắn. Bang! Ngực Diệp Bắc Minh trực tiếp nổ tung, toàn thân bay ra ngoài, trước ngực xuất hiện một lỗ thủng cực kỳ đáng sợ. Cúi đầu nhìn xuống. Máu đang dần lan ra. Một cảm giác bất lực ập đến, toàn bộ sức lực đều biến mất, hắn thảm hại ngã xuống đất. Tiểu Tháp! Giao Trì! Hai mắt Diệp Bắc Minh đỏ ngầu, kêu lên. Không có bất kỳ phản ứng gì. Khí tức chết chóc bao trùm Diệp Bắc Minh, cảm nhận được sự sống đang trôi đi từng chút một, nhưng không có bất kỳ sức phản kháng nào.
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Đây là đâu? Tiểu tháp, ông không cảm nhận được nguy hiểm của tôi sao? Sao chỉ đâu, đến cô cũng không cảm nhận được sao? Đồng tử của Diệp Bắc Minh co rút lại. Giọng nói kỳ quái lại vang lên, đồ vô dụng, dựa vào ngươi mà cũng xứng tu luyện pháp tắc luân hồi sao? Ngươi có thể chết rồi. Giây tiếp theo. Trong hư không trước mắt xuất hiện một bàn tay to lớn, tóm lấy đầu Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh căn bản không có tư cách phản kháng, ngã xuống đất, trừng mắt nhìn bàn tay đang tóm lấy. Khoảnh khắc sắp bị giết chết. Minh Nhi, con đang làm gì vậy? Mau tỉnh lại. Minh Nhi, con bị sao vậy? Mau tỉnh dậy đi. Cùng lúc đó, bàn tay to lớn kia đang muốn bóp nát đầu Diệp Bắc Minh, nhưng bên tai hắn lại vang lên giọng nói của hàng trăm vị sư phụ. Giây tiếp theo. Từ hư không xung quanh, hàng trăm tấm bia mộ lần lượt xuất hiện. Vây quanh Diệp Bắc Minh, từng luồng ánh sáng lóe lên. Giống như ngọn hải đăng trong bóng tối, thắp sáng mọi thứ. Sư phụ! Diệp Bắc Minh kinh ngạc, sao mọi người lại ở đây? Vua tàn sát hét lên, Minh Nhi, cái gì mà chúng ta đang ở đây? Không phải con vẫn luôn ở trên đạo đài luân hồi sao? Vừa rồi chúng ta cảm giác được thần hồn của con đột nhiên trở nên cực kỳ suy yếu. Chúng ta lo lắng con xảy ra chuyện gì nên đã lên tiếng đánh thức con. Diệp Bắc Minh giật mình, con vẫn luôn ở trên đạo đài luân hồi sao? Cúi đầu nhìn xuống, cái lỗ trên ngực vẫn đang chảy máu. Trái tim trở nên đen kịt, hoàn toàn kiệt sức. Ngay cả trong đan điền cũng không có chút khí tức nào, tất cả thần lực đều cạn kiệt. Bàn tay to lớn đó nắm lấy đầu hắn. Diệp Bắc Minh gầm lên, cút. Giơ tay lên tung ra một cú đấm. Gầm. Một tiếng rồng gầm vang lên, một con huyết long lao ra, đâm mạnh vào lòng bàn tay đang nắm chặt. Bang một tiếng, bàn tay to lớn đó nổ tung như thủy tinh. Không gian tối tăm xung quanh cũng nổ tung như một tấm gương. Trước mắt Diệp Bắc Minh hiện lên một loại ảo giác, khi hắn lần nữa nhìn rõ ràng xung quanh, hắn vẫn đang đứng ở đạo đài luân hồi. Tiểu tử, cậu sao thế? Diệp Bắc Minh, vừa rồi bổn đế gọi ngươi, sao ngươi không trả lời? Giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục và Giao Trì gần như vang lên cùng lúc. Minh Nhi, có chuyện gì vậy? Vừa rồi khí tức sinh mệnh của con gần như không còn nữa, nhịp tim cũng ngừng đập. Chuyện gì đã xảy ra với con vậy? Những giọng nói quan tâm của hàng trăm vị sư phụ lần lượt vang lên. Diệp Bắc Minh tối sầm mặt, hắn liền giải thích một lượt tất cả mọi chuyện vừa rồi. Mọi người đều kinh ngạc. Lẽ nào là ảo cảnh? Bất Hủ Đan Đế nói. Vua Tàn Sát gật đầu, rất có thể. Thần hồn của Minh Nhi bị ảnh hưởng, giọng nói kỳ lạ kia đã lôi nó vào ảo cảnh. Diệp Bắc Minh lắc đầu, Đồ Nhi cảm thấy, không giống ảo cảnh lắm. Những gì con vừa trải qua thật sự quá chân thực. Cảm giác bị thương, còn có cảm giác sắp chết giống hệt như lúc con bị truy đuổi ở Long Quốc. Đó chắc chắn không phải là thứ mà ảo cảnh có thể mô phỏng được. Hơn nữa Đồ Nhi có cảm giác, nếu như con chết ở đó, thì ở hiện thực chắc chắn cũng sẽ chết theo. Cái này, 100 vị sư phụ đều trầm lặng. Tất cả những điều này đã vượt ra ngoài tầm hiểu biết của họ. Giọng nói của Giao Chỉ đột nhiên vang lên, Diệp Bắc Minh, người đại khái là đã tiến vào thời không luân hồi rồi. Thời không luân hồi. Diệp Bắc Minh cau mày. Đế thủ từ trong Tháp Càn Khôn Trấn Ngục bay ra, huyết quang dâng trào, lại hóa thành hình dạng bản thể của nữ đế Giao Chỉ, gương mặt xinh đẹp tuyệt sắc cực kỳ nghiêm túc. Không sai. Giao Chỉ gật đầu. Đưa một ngón tay ngọc ra, chỉ vào giữa lông mày Diệp Bắc Minh. Nhắm mắt lại. Mấy giây sau, Giao Chỉ mới mở mắt, quả nhiên là thời không luân hồi, có người không ở thời đại này. Nhưng lại muốn thông qua thời không luân hồi để giết chết ngươi, chuyện này chắc hẳn có liên quan đến việc ngươi tu luyện pháp tắc luân hồi. Diệp Bắc Minh mở to hai mắt, không ở thời đại này. Lẽ nào là người kết thúc? Người ở tương lai muốn giết người ở quá khứ. Tất cả đều không nói rõ được. Lẽ nào câu đầu tiên của giọng nói kỳ quái đó chính là hỏi tên Diệp Bắc Minh? Còn có thời đại mà hắn đang ở. Giao Chỉ lắc đầu, không nhất định là ở tương lai, cũng có thể là ở quá khứ. Thân ở trong luân hồi, thời gian và không gian đối với hắn không có ý nghĩa gì cả. Hắn có thể đi đến bất cứ đâu, người tu luyện pháp tắc luân hồi rất có thể trở thành kẻ thù của hắn. Cho nên, người ra tay muốn giết người từ trong trứng. Sắc mặt Diệp Bắc Minh tối sầm. Cảm giác quá không chân thực. Liệu hắn có đến nữa không? Bổn đế cũng không biết. Giao Chỉ lắc đầu,
nhìn Diệp Bắc Minh thật sâu, nhưng bổn đế có thể nói cho ngươi biết. Có thể xuyên qua luân hồi, hơn nữa còn ở một thời đại khác ra tay với ngươi, thực lực ít nhất cũng phải từ đại đế trở lên. Núi Bất Tử, đỉnh thứ nhất. Có một quảng trường khổng lồ được bao quanh nghiêm ngặt bởi thị vệ, trên quảng trường còn có hơn 100.000 thanh niên bất hủ tộc. Người của bất hủ tộc, trước 3 tỷ năm tuổi. Có thể tham gia vào cuộc so tài tông tộc lần thứ 3. Theo tình hình trước đây, mỗi lần chỉ có khoảng 10.000 người tham gia. Thậm chí, một số người sẽ cố tình tránh những thiên tài như bất hủ lộng nguyệt, bất hủ trục nhật, bất hủ bất bại. Nhưng hôm nay, có đến 100.000 người đã đến quảng trường. Hơn nửa giờ trước, cửa vào nhà tù số 6 đã mở, nhưng không có ai đi vào, tất cả đều đang đợi. Vô số ánh mắt không ngừng quét qua bất hủ nhan. Tin tức về mẫu thạch hỗn độn và máu hỗn độn đã lan truyền trong bất hủ tộc. Những người này đều có mục đích. Anh, tên khốn đó không dám tới đâu nhỉ. Sắc mặt của bất hủ vấn thiên vô cùng khó coi. Chỉ cần nhắc tới Diệp Bắc Minh, anh ta đều nghiến răng nghiến lợi. Bất hủ bất bại cười lạnh, cho dù hắn không tới, cũng không thể sống sót được. Anh đã cho người theo dõi hắn, chỉ cần hắn dám rời khỏi bất hủ tộc, lập tức sẽ bị giết. Nếu hắn không rời đi, ắt có cơ hội giết hắn. Ở phía xa, sắc mặt bất hủ trục nhật tối sầm, cũng đang đợi Diệp Bắc Minh. Từng giây từng phút trôi qua. Thời gian 2 tiếng, đã trôi qua hơn một nửa. Một số người không thể chờ đợi được nữa mà đi thẳng đến nhà tù số 6. Bất hủ lộng nguyệt nhìn thời gian, cau mày nói, Nhan Nhi, vẫn còn 15 phút nữa. Nếu anh Diệp vẫn chưa đến thì chúng ta vào đi. Đã đăng ký rồi, nếu không tham gia sẽ đồng nghĩa với việc lãng phí cơ hội một lần. Anh ta vẫn chưa đến, bỏ đi, không thể ép buộc người ta. Bất hủ nhan có chút thất vọng. Gật đầu với bất hủ lộng nguyệt, chị lộng nguyệt, đợi thêm một lát nữa đi. Được, bất hủ lộng nguyệt không nói thêm gì. Nhưng lại âm thầm cau mày. Ngày càng có nhiều người vào nhà tù số 6. Hiện trường chỉ còn lại khoảng 100 người, bao gồm bất hủ lộng nguyệt, bất hủ trục nhật, bất hủ nhan, bất hủ bất bại, bất hủ vấn thiên, những người khác đều đã tiến vào nhà tù số 6. Anh, xem ra tiểu tử đó không dám tới rồi. Bất hủ vấn thiên cười hung hãn, đúng là một kẻ vô dụng. Khẩu khí lớn như vậy, nhất định hắn biết tham gia cuộc so tài tông tộc chắc chắn sẽ chết. Mẹ kiếp, không thể nhìn anh giết hắn, em thật thất vọng quá. Bất hủ bất bại không nói gì. Đi thẳng về phía lối vào của nhà tù số 6. Chúng ta cũng nên đi thôi. Bất hủ lộng nguyệt nói. Được rồi. Bất hủ nhan im lặng gật đầu. Mấy người tiến về phía lối vào của nhà tù số 6. Cùng lúc đó, một bóng người nhanh chóng từ chân trời bay tới, đáp xuống quảng trường, cũng may, tới kịp rồi. Diệp Bắc Minh. Ánh mắt mọi người sầm xuống. Bất hủ vấn thiên nghiến răng nói, tiểu tử này lại đến thật. Hay, hay lắm, có thể xem anh giết hắn rồi, em vui lắm. Bất hủ bất bại không nói gì, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Anh ta luôn cảm thấy tiểu tử này đã trở nên khác biệt một chút. Một cảm giác nguy hiểm ập đến trong lòng. Chuyện gì vậy, lẽ nào tiểu này có thể giết mình? Không thể nào. Bất hủ bất bại âm thầm lắc đầu. 2 ngày trước. Nếu như anh ta sử dụng sức mạnh võ đạo, chắc chắn có thể giết chết Diệp Bắc Minh trong nháy mắt. Mới chỉ có 2 ngày, tiểu tử này dựa vào đâu để giết mình? Chắc chắn chỉ là ảo giác. Ở một bên, bất hủ trục nhật cũng âm thầm cau mày. Khí tức của tiểu tử này đã trở nên mạnh hơn nhiều như vậy. Một quả bất hủ đã thay đổi hắn nhiều đến vậy sao? Mình cũng đã ăn quả bất hủ, nhưng không tăng lên nhiều như vậy. Cảm giác mà Diệp Bắc Minh đem đến cho anh ta lúc trước. Chỉ là một con thỏ trắng, còn anh ta là một con mãnh hổ. Bây giờ, con thỏ trắng nhỏ này dường như đã biến thành một con hươu, một con nai. Cho dù là hươu, là nai thì cũng là thức ăn của mãnh hổ thôi, không phải sao? Vẫn chưa muộn, vẫn còn kịp. Bất hủ nhan vừa cười vừa bước tới. Bất hủ lộng nguyệt liếc nhìn Diệp Bắc Minh, chỉ thốt ra 2 tiếng, xuất phát. Xoay người và bước vào thông đạo không gian. Bất hủ trục nhật đi liền theo sau. Chúng ta cũng đi thôi. Bất hủ nhan và Diệp Bắc Minh sóng vai đi vào thông đạo. Giây tiếp theo, Diệp Bắc Minh xuất hiện tại một quảng trường rộng lớn, xung quanh quảng trường được cách ly bởi bức màn ánh sáng. Phía trước có hơn 100 dịch chuyển trận, rất nhiều võ giả bước lên dịch chuyển trận, biến mất khỏi tầm mắt. Khoảnh khắc Diệp Bắc Minh xuất hiện,
rất nhiều ánh mắt đều dán chặt vào hắn. Tiểu tử này đúng là đến thật rồi. Chú ý xem hắn đi đến khu vực nào. Một số người thì thầm. Bất Hủ Nhan giải thích, nơi thử luyện rất lớn, lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của anh. Tổ tiên của tộc chúng tôi đã chia nơi này thành hơn 100 khu vực. Cô chỉ vào cuối quảng trường, có một tấm bản đồ khổng lồ. Một vòng tròn đồng tâm chia ra thành 100 khu vực. Khu vực 1 chính xác là tâm của vòng tròn. Khu vực 2 lớn hơn một chút, là tầng bên ngoài tâm vòng tròn. Khu vực 3 bao quanh khu 2. Và cứ thế, tất cả là 100 khu vực. Lát nữa anh sẽ phải rút thăm, rút chúng khu vực nào sẽ bị ném vào khu vực đó. Bất Hủ Nhan trầm giọng nói, mỗi khu vực đều dẫn tới khu vực tiếp theo, chỉ có một cửa lớn. Trên đường nhất định sẽ có người chặn cửa. Bất kể anh rút được khu vực nào, cứ trốn đi chờ tôi. Tôi sẽ đi tìm anh. Diệp Bắc Minh cười, cô không tin vào thực lực của tôi như vậy sao? Vẻ mặt của Bất Hủ Nhan rất nghiêm túc, tôi không nói đùa. Cuộc so tài tông tộc bình thường, 10.000 người đi vào, ít nhất phải chết một nửa trở lên. Lần này có 100.000 người tới, phần lớn bọn họ đều là nhằm vào mẫu thạch hỗn độn và máu hỗn độn mà đến. Cô nhìn xung quanh. Quả nhiên. Rất nhiều cặp mắt đều rất ác ý nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Trong ánh mắt không hề che giấu lòng tham. Sự mê hoặc của hỗn độn thể đối với họ thực sự là quá lớn. Khóe miệng Diệp Bắc Minh cong lên. Nếu những người này thật sự dám ra tay với hắn, ai chết còn chưa biết được. Anh có nghe thấy không? Trốn đi, đợi tôi đến tìm anh. Bất Hủ Nhan cảnh cáo lần nữa. Được rồi. Diệp Bắc Minh thờ ơ gật đầu. Bất Hủ Nhan giơ tay lấy ra một đôi cóc. Đây là cóc băng và cóc lửa, một đực một cái. Mỗi người chúng ta cầm một con, chỉ cần xuất hiện trong vòng 3 tầng, chúng đều có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Nói xong, cô đưa con cóc được cho Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh nghi hoặc, các cô quyết định thứ hạng như thế nào? Dùng cái này. Bất Hủ Nhan giơ tay lên, một trận bàn màu xanh xuất hiện trong lòng bàn tay cô. Bên trên hiển thị một số không rất to. Đây là điểm tích lũy của tôi. Tạm thời là không. Tôi bị dịch chuyển đến bất kỳ tầng nào. Chỉ cần tôi di chuyển đến gần tầng 1-1 tầng, tôi sẽ nhận được một điểm. Diệp Bắc Minh chợt hiểu ra, thì ra là vậy, nếu cô rút được tầng thứ 100, chạy được đến tầng 1 chẳng phải là có 100 điểm sao? Bất Hủ Nhan lắc đầu, không đơn giản như vậy. Giết những người ở cảnh giới thấp hơn mình thì được 1 điểm. Giết những người cảnh giới hơn mình, cao hơn một cảnh giới nhỏ thì được 10 điểm. Mẹ kiếp! Diệp Bắc Minh giật mình, Bất Hủ tộc các cô là đang khuyến khích chém giết lẫn nhau à? Sắc mặt Bất Hủ Nhan ngưng trọng, nếu không thì anh tưởng thế nào? Sự tàn khốc của đế tộc, vượt xa tưởng tượng của anh đấy. Diệp Bắc Minh gật đầu, nếu tôi là cảnh giới cao, trốn đi săn lùng người cảnh giới thấp thì cũng không tệ. Bọn họ sẽ không thế đâu. Bất Hủ Nhan lắc đầu, bởi vì tiến vào được tầng thứ nhất, có thể học thuật hư không? Người trẻ tuổi trong Bất Hủ tộc cả đời chỉ có 3 cơ hội tiến vào, sẽ không ai để lãng phí cơ hội này. Thuật hư không? Diệp Bắc Minh vô cùng kích động. Thuật này và pháp tắc luân hồi là một sự kết hợp hoàn hảo. Được rồi, chúng ta đi rút thăm đi. Cô không nói thêm nữa. Kéo Diệp Bắc Minh đi tới trước mặt một ông già mặt đỏ. Diệp Bắc Minh trước đây từng gặp qua người này, ông ta từng đi theo Bất Hủ chiến. Cảnh giới tế đạo cấp 3. Bất Hủ Lộng Nguyệt và Bất Hủ Trục Nhật đã rút thăm xong. Một người rút được tầng 35. Một người rút được tầng 33. Nhanh rút đi, đừng lãng phí thời gian nữa. Ông lão mặt đỏ nhắc nhở. Bất Hủ Nhan thò tay vào trong hộp, tóm lấy một biển số, cúi đầu nhìn xuống, tầng 46. Diệp Bắc Minh đưa tay ra, nhìn thấy số tầng xong liền ngây ra, tầng 93. Soạt. Vô số ánh mắt nhìn sang, dán chặt vào Diệp Bắc Minh. Ghi nhớ con số tầng 93. Hả? Bất Hủ Nhan sửng sốt. Giữa hai người cách nhau gần 50 tầng, như vậy cũng quá xa rồi. Bất Hủ Lộng Nguyệt trực tiếp lắc đầu, không có cơ hội rồi. Nhan Nhi, hai người cách nhau quá xa, không thể gặp nhau được. Bất Hủ Nhan cau mày, vậy phải làm thế nào? Bất Hủ Lộng Nguyệt nói, để anh ta trốn đi đi, cuộc so tài tông tộc chỉ kéo dài trong một tháng sau tất cả mọi người sẽ bị dịch chuyển ra ngoài. Nhớ kỹ, nếu bị phát hiện, cậu sẽ chết chắc. Nói xong, cô ta nhìn về phía Bất Hủ Nhan, Nhan Nhi, ở tầng 46 đợi chị đi tìm em.
Bất Hủ Nhan do dự vài giây, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật này. Cô lấy ra mấy bảo vật đưa cho Diệp Bắc Minh, trốn đi, đừng chết. Được. Diệp Bắc Minh tùy tiện gật đầu, cũng không biết có nghe vào tai hay không. Rất nhanh, mọi người bước lên dịch chuyển trận theo số tầng mà họ đã rút được rồi rời đi. Bất Hủ Vấn Thiên nhìn chằm chằm hướng Diệp Bắc Minh rời đi, anh, tiểu tử này rút được tầng 93, làm thế nào bây giờ? Em nói xem. Bất Hủ Bất Bại cười tâu toét. Nhìn lại bảng số trên tay. Tầng 74. Sau khi bước lên dịch chuyển trận tầng 93, không gian xung quanh Diệp Bắc Minh liền dao động, hắn đột nhiên xuất hiện trên một vùng đất xám xịt. Một sức mạnh pháp tắc đang đè xuống. Không gian xung quanh đột nhiên bị bóp méo, mỗi một cử động, không gian liền vỡ nát. Hắn giật mình, chuyện gì vậy? Giao Trì nhắc nhở một câu, nhà tù số 6 cũng gần giống như nhà tù số 7, vị diện thấp hơn nguyên thủy chân giới. Ngươi đã là cảnh giới đại năng cấp 5 rồi, không còn phù hợp với pháp tắc của vị diện này nữa. Thì ra là vậy. Diệp Bắc Minh chợt hiểu ra. Hắn lập tức hỏi, Giao Trì, cô cảm nhận được vị trí của đế thi chưa? Giọng nói của Giao Trì trầm xuống, ngay từ khi bước vào nhà tù số 6, tôi đã cảm nhận được sự tồn tại của nó rồi. Ở đâu? Diệp Bắc Minh vội vàng hỏi. Giao Trì trả lời, tầng 1. Khóe miệng Diệp Bắc Minh giật giật, thật là xui xẻo. Đột nhiên, tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhắc nhở, tiểu tử, có người tới. Vừa dứt lời. Không gian xung quanh vặn vẹo, mười mấy bóng người từ xa lao tới, 7 nam 5 nữ, tổng cộng có 12 người. Vận may của chúng ta cũng tốt thật, rút được tầng 93, còn tìm thấy tiểu tử này nhanh như vậy. Ha ha ha, Diệp Bắc Minh, giao mẫu thạch hỗn độn và máu hỗn độn ra đây, bổn công tử có thể cân nhắc để lại cho ngươi một thi thể nguyên vẹn. Trực tiếp giết chết hắn, cướp đi là xong, nếu để người khác phát hiện, chúng ta cũng sẽ gặp nguy hiểm. Ánh mắt của 12 người này đều vô cùng độc ác và lạnh lùng. Diệp Bắc Minh bình tĩnh lắc đầu, thở dài một tiếng, nói thật, các người thật xui xẻo. Lại là người đầu tiên gặp ta. Một cảnh giới đại đạo cấp 5, nói chúng ta quá xui xẻo. Tôi nghĩ tiểu tử này bị dọa cho ngốc luôn rồi, nói năng linh tinh. Ha ha ha, một thanh niên đại đạo chi thượng cấp 4 cười nói. Diệp Bắc Minh không muốn nói nhiều, trực tiếp ra tay. Một bước. Mặt đất thu nhỏ lại thành một tấc. Đáp xuống trước mặt thanh niên đại đạo chi thượng cấp 4. Tung ra một cú đấm. Sức mạnh của 10.000 con rồng bùng nổ. Bang! Một âm thanh trầm đục vang lên, thân thể của thanh niên đại đạo cấp 4 này hóa thành xương máu, thần hồn kinh hãi lao ra. Diệp Bắc Minh siết chặt 5 ngón tay, trực tiếp giữ lấy thần hồn của người này, hủy diệt. Bất Hủ Minh! 11 người còn lại bị dọa cho kinh hãi. Diệp Bắc Minh quay đầu lại. Khóe môi nhếch lên cười lạnh, tất cả lên hết đi. 11 người không dám đứng lại, quay người bỏ chạy. Bass! Môi trường xung quanh đột nhiên thay đổi. Đạo đài luân hồi hiện ra, tất cả mọi người đều xuất hiện trên đạo đài luân hồi. Liều chết với hắn đi. Một thanh niên đại đạo chi thượng cấp 5 gầm lên. Dẫn đầu đám người xông về phía Diệp Bắc Minh. Chết đi! Diệp Bắc Minh vung kiếm chém ra. Huyết long lao ra. Cơ thể của 5 người trong số họ nổ tung tại chỗ, thần hồn sụp đổ mà chết. 6 người còn lại phun ra một ngụm máu tươi, thảm hại ngã xuống trên đạo đài luân hồi, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Đừng giết tôi! Anh Diệp, chúng tôi biết mình sai rồi, xin đừng giết tôi! Tôi có rất nhiều tài nguyên tu luyện ở đây, tôi cho anh đừng giết tôi! 6 người điên cuồng quỳ lạy, cầu xin tha mạng. Diệp Bắc Minh đá mỗi người một cái. Nghiền nát hoàn toàn đầu của 6 người họ, máu tươi đều bị đạo đài luân hồi hấp thụ. Biến thành một màu đỏ vô cùng. Sau khi pháp tắc luân hồi tiến vào cấp 4, sức mạnh của đạo đài luân hồi càng trở nên đáng sợ hơn. Ngay cả ta cũng có một sự kích động khát máu, giống như sâu trong lòng ta, có một giọng nói đang gọi ta, nói cần máu tươi. Diệp Bắc Minh nói, vậy thì giết thêm vài người nữa, cho nó ăn no đi. Giọng nói đó lại vang lên lần nữa. Độc đoán. Đẫm máu. Ai đang nói? Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nghi hoặc, tiểu tử, bổn tháp không nói gì cả. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục không nói, Giao Trì cũng không nói, vậy giọng nói từ tận đáy lòng hắn từ đâu đến? Là mình nghe nhầm sao? Diệp Bắc Minh theo bản năng che giấu giọng nói này. Giao Trì nói, chúng ta đi thôi, chạy đến tầng 1 với tốc độ nhanh nhất có thể, tìm thi thể của ta.
Dưới sự bao trùm thần hồn mạnh mẽ của tháp càn khôn chấn ngục, rất nhanh đã tìm thấy lối ra của tầng 93. Đã có 7, 8 người đang chờ sẵn ở đây, nhìn thấy Diệp Bắc Minh xuất hiện, mấy người nhếch miệng cười, Diệp Bắc Minh, ngươi còn dám xuất hiện à, giao. Câu nói còn chưa hết. Gầm. Một con huyết long lao tới và nổ tung giữa đám đông. 8 người đại đạo chi thượng bay ngược ra ngoài, vừa định ra tay. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Vài đạo kiếm khí quét qua, 8 người hóa thành xương máu trong sự sợ hãi, bị đạo đài luân hồi hấp thụ. Cùng lúc đó, tại tầng 73, Bất Hủ Vấn Thiên và 6 người theo sau, tất cả đều là đại đạo chi thượng cấp 5 trở lên. Chỉ có thực lực của Bất Hủ Vấn Thiên là khoảng đại đạo chi thượng cấp 1. Anh ta mới chưa đầy 1,9 tỷ năm tuổi. Đại đạo chi thượng cấp 1 đã là rất đáng sợ rồi. Bất Hủ Vấn Thiên rất không kiên nhẫn, anh, chúng ta đợi ở đây sao? Phía trước, Bất Hủ Bất Bại đang ngồi trên một tảng đá, nhắm mắt dưỡng thần. Có khoảng 10 người đứng phía sau anh ta, tất cả đều khoảng đại đạo chi thượng cấp 6, cấp 7, đang hầu hạ anh ta một cách vô cùng cung kính. Bất Hủ Huyền và Bất Hủ Thiến cũng nằm trong số đó. Vấn Thiên, em rất nóng lòng à? Bất Hủ Bất Bại mở mắt ra. Bất Hủ Vấn Thiên nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lạnh lùng, em đương nhiên là nóng lòng, tên khốn đó đã cướp mật phi đi. Em hận không thể ăn sống nuốt tươi hắn, nghiền nát xương cốt hắn thành cho bụi, sau đó giam cầm linh hồn của hắn lại, tra tấn hắn mấy trăm triệu năm. Bất Hủ Bất Bại lắc đầu, Vấn Thiên, em nóng nảy quá, điều này không có lợi cho tu luyện võ thuật. Đây là lần đầu tiên em tham gia cuộc so tài tông tộc, em nên có thu hoạch gì đó, chứ không phải bị thù hận làm cho mù quáng. Anh! Hai mắt Bất Hủ Vấn Thiên đỏ hoe, một khi tên khốn đó chưa chết, em không thể bình tĩnh được. Tên khốn đó đã trở thành tâm ma của em rồi. Anh, coi như em cầu xin anh, giúp em giết hắn đi. Chỉ cần anh giết chết hắn, sau này em đều nghe theo anh. Phía sau Bất Hủ Vấn Thiên, một oán khí cực kỳ mãnh liệt ngưng tụ. Biến thành ngọn lửa màu đen. Sắc mặt Bất Hủ Bất Bại lạnh lùng, nhớ tới trận chiến trên võ đạo đài. Tên khốn kiếp này đã lừa anh ta không sử dụng sức mạnh võ đạo, lại phế một cánh tay của anh ta. Càn Khôn lão tổ cũng vì tên khốn này mà chết. Đi thôi, chúng ta đi tìm hắn. Bất Hủ Bất Bại đứng dậy. Được. Bất Hủ Vấn Thiên hưng phấn cười tâu toét. Ha 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 ha, chúng ta tổng cộng hơn 20 đại đạo chi thượng, cho dù tên khốn kiếp này có 3 đầu 6 tay cũng phải chết chắc. Em muốn nhìn thấy bộ dạng hắn quỳ dưới chân em cầu xin tha mạng lắm rồi. Đám người đã đến lối vào tầng 74. Đã có 5 người chờ sẵn ở đây. Vốn muốn chặn một số người đi một mình. Anh Bất Bại, xin mời. Thấy Bất Hủ Bất Bại xuất hiện, mấy người liền sợ hãi lùi lại. Bất Hủ Bất Bại lạnh nhạt nhả ra một câu, quỳ dưới chân em trai ta, để nó lấy mạng của các ngươi, ta sẽ cho các ngươi một thi thể nguyên vẹn. Cái gì? 5 người đều bị sốc. Lập tức, sắc mặt trở nên vặn vẹo, Bất Hủ Bất Bại. Anh cho rằng mình là ai? Anh muốn dùng mạng sống của chúng tôi để kiếm điểm cho Bất Hủ Vấn Thiên sao? Nằm mơ đi. Chúng tôi tách ra chạy, một mình anh ta không thể cùng lúc đuổi theo giết 5 người chúng tôi được. Một người trong số đó lên tiếng. 5 bóng người, chạy về 5 hướng. Muốn chạy, ha ha. Bất Hủ Bất Bại lắc đầu một cách buồn cười. 5 ngón tay chỉ vào hư không, từ mỗi ngón tay có một chiếc xúc tu màu đen lao ra như tia chớp. Phụt, lập tức xuyên qua đan điền của 5 người. Kéo mạnh lại, đập mạnh xuống đất. Vấn Thiên, giao cho em đấy. Bất Hủ Bất Bại đứng sang một bên. Bất Hủ Vấn Thiên vẻ mặt hung hãn, đi tới trước mặt một người trong số họ. Mẹ kiếp, anh ta yêu cầu ngươi quỳ xuống chịu chết, sẽ để lại cho ngươi một thi thể nguyên vẹn. Tại sao các người lại không nghe? Hả? Tại sao? Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp. Bất Hủ Vấn Thiên cực kỳ tàn ác. Binh, binh, binh. Các cú đá nối tiếp nhau. Giẫm chết một thanh niên đại đạo chi thượng cấp 4. Sau đó anh ta lại rút dao tra tấn một người khác cho đến chết. 3 người còn lại thì bị thiêu sống thành tro. Thật đã quá, mẹ kiếp. Chính là muốn sử dụng thủ đoạn hành hạ đến chết này, em nóng lòng muốn sử dụng nó với Diệp Bắc Minh quá. Ha 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 ha. Bất Hủ Vấn Thiên cười điên cuồng. Ở tầng 91. Diệp Bắc Minh đã hoàn toàn hóa thân thành tử thần, điên cuồng thu hoạch sinh mệnh của những người trẻ tuổi Bất Hủ tộc. Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, hắn đã giết hơn 1.000 người. Ở tầng 92 và 91,
ngoại trừ một số người trốn thoát được, gần như đều bị hắn giết sạch. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không đúng, tiểu tử, cậu làm sao vậy? Đột nhiên trở nên khát máu như vậy. Hai mắt Diệp Bắc Minh đỏ ngầu, tiểu tháp, không phải tôi vẫn luôn rất khát máu sao? Khi điên cuồng nhất, tôi đã giết hàng triệu, hàng chục triệu người cùng một lúc. Hôm nay vừa mới giết mấy nghìn người, sao đã gọi là khát máu rồi? Không đúng. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trầm giọng, cậu trước đây tuy đã từng giết rất nhiều người. Nhưng không hề lấy giết người làm niềm vui. Cậu hôm nay không giống vậy, trong số hàng nghìn người này, có hơn một nửa rõ ràng là có thể giết trong nháy mắt. Nhưng cậu lại ra tay hành hạ họ cho đến chết. Tiểu tử, hôm nay cậu rất lạ. Câm miệng. Diệp Bắc Minh gầm gừ, một tòa tháp rách nát lại dám quản tôi. Ông là chủ hay tôi là chủ? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục kinh ngạc, tiểu tử, cậu bị ma nhập rồi. Diệp Bắc Minh tuy đôi khi nóng nảy, nhưng chắc chắn không bao giờ nói chuyện với Tháp Càn Khôn Trấn Ngục như thế, chưa bao giờ. Ma nhập, tôi chính là Diệp Bắc Minh. Ma nhập ở đâu ra? Giọng nói Diệp Bắc Minh rất hung hãn, tôi là sát thần, cho nên ai không phục. Giết. Giây tiếp theo. Cơ thể Diệp Bắc Minh rung động, lao về phía tầng 90. Trên đường đi, chỉ cần gặp người của bất hủ tộc liền trực tiếp ra tay giết chết, thủ đoạn cực kỳ tàn ác, đều là hành hạ đến chết. Vô số người bỏ chạy để thoát thân. Hướng tới tầng 89. Mau chạy đi, Diệp Bắc Minh đến rồi. Tiểu tử này điên rồi sao? Chúng ta còn chưa ra tay với hắn, hắn lại chém giết bừa bãi. Một cảnh giới đại năng cấp 5 lại có thể giết đại đạo chi thượng trong nháy mắt. Trời ơi, đây rốt cục là quái vật gì vậy? Những người ở tầng 88, 87 và 86 đang điên cuồng chạy trốn thoát thân. Khi chạy đến tầng 85, bất hủ bất bại cũng đến. Vừa hay chặn ở lối vào. Phía trước có hàng chục nghìn người lao tới, vô cùng nhếch nhác. Chuyện gì vậy? Bất hủ bất bại cau mày, chặn ở phía trước. Mọi người dừng lại, vô cùng kinh hãi. Một thanh niên nói, anh bất bại, tên Diệp Bắc Minh đó điên rồi. Bất hủ bất bại nheo mắt, Diệp Bắc Minh, nói, rốt cục xảy ra chuyện gì? Anh ta giơ tay lên nắm lấy trong không trung, người đang nói như bị một sức mạnh nào đó khống chế, bay về phía trước mặt bất hủ bất bại. Một bàn tay thô bạo tóm lấy cổ anh ta. Cảm giác nghẹt thở ập đến. Diệp Bắc Minh, hắn thật sự điên rồi. Bắt đầu từ tầng 93, hắn đã điên cuồng giết người. Bất cứ ai gặp hắn, căn bản đều bị hắn giết rồi. Sắc mặt bất hủ bất bại sầm xuống, tên khốn đó lợi hại đến thế sao? Hơn 10.000 người các ngươi đều bị hắn truy đuổi sao? Một đám vô dụng. Ở một bên, bất hủ vấn thiên thô lỗ chửi bới, các ngươi ở lại đây xem đi, anh của ta chỉ cần một ngón tay có thể giết chết tên khốn kiếp đó. Gào. Cùng lúc đó, ở cuối chân trời, một tiếng rồng gầm vang lên. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên. Đồng tử co rút mạnh. Chỉ thấy, một con huyết long khổng lồ hàng vạn trượng, uốn lượn và gầm lên trong không trung. Ngoài ra, 9 con ma long màu đen khác cũng cao đến vạn trượng, ma khí cuồn cuộn trong không trung. Giống như ngày tận thế vậy. Bên dưới 9 con ma long, một con huyết long. Một thanh niên người đầy máu. Tay cầm một thanh kiếm dài cổ xưa từ từ đi tới, đều ở đây sao? Ta đỡ phải đi tìm từng người một. Đều hóa thành máu tươi rồi bị ta hấp thụ đi. Diệp Bắc Minh. Bất hủ vấn thiên mở to hai mắt, bị khí thế đáng sợ này dọa cho kinh hãi. Rất nhanh. Anh ta nhận ra mình đã mất bình tĩnh, vội vàng hét lên, anh, mau giúp em giết chết hắn. Sắc mặt bất hủ bất bại lóe lên tia bất định, trong lòng dâng lên một cảm giác nguy hiểm rõ rệt. Động tĩnh này quá đáng sợ. Đặc biệt là huyết quang phía trên đầu Diệp Bắc Minh, bao trùm một tầng khí tức chết chóc. Rốt cục tiểu tử này sao vậy? Sao khí thế đột nhiên trở nên đáng sợ như vậy? Lại khiến mình có một cảm giác nguy hiểm. Bất hủ bất bại nghĩ. Anh còn chờ đợi gì nữa? Mau giết hắn đi, bất hủ vấn thiên dục. Vô số ánh mắt đổ tới. Bất hủ bất bại kích động muốn chửi thề, nếu không ra tay thì quá mất mặt. Ngộ nhỡ đánh không lại thì làm thế nào? Bất hủ bất bại, mày đang nghĩ cái gì thế? Tên khốn này mới chỉ là cảnh giới đại năng cấp 5, sao mày có thể đánh không lại chứ? Mình, bất hủ, bất bại. Bất hủ bất bại âm thầm lắc đầu. Một sự tự tin dâng trào chưa từng có. Giết! Anh ta hét lên một tiếng. Một thanh kiếm dài cổ xưa xuất hiện,
còn hoàn toàn dựa theo thiết kế của kiếm bất hủ. Một nhát kiếm được chém ra, ngưng tụ thành một đạo ánh kiếm hàng vạn trượng. Xé nát mọi thứ, lao về phía 9 con ma long và một con huyết long. Gào! Ma long và huyết long nhìn thấy ánh kiếm đang lao tới thì không hề sợ hãi, ngược lại, chúng xông lên, đâm mạnh vào ánh kiếm. Uỳnh ầm ầm! Trong nháy mắt, trời đất sụp đổ. Hư không sụp đổ. Một năng lượng đáng sợ bùng nổ, quét ra mọi hướng như sóng thần, vô số người tu luyện võ gần đó đều phun ra một ngụm máu tươi và bị sức mạnh của vụ nổ thổi bay. 5 con ma long phát nổ ngay tại chỗ. 5 con ma long và một con huyết long còn lại hoàn toàn không chút tổn hại nào, đang vây chặt lấy bất hủ bất bại. Gào! Trực tiếp xông lên, lao thẳng vào cơ thể bất hủ bất bại. Binh! 5 con ma long, một con huyết long phát nổ cùng lúc. A! À, phụt! Bất hủ bất bại phun ra một ngụm máu tươi, thanh kiếm trong tay gãy vụn. Cả người anh ta bay ra ngoài một cách vô cùng thảm hại, bay xa hàng nghìn mét, rồi đập mạnh xuống đất. Sau hơn chục hơi thở, anh ta kinh hãi bò dậy, mặt đất trước mặt anh ta bị chém ra một vết nứt hàng nghìn mét. Máu thịt trên ngực là một khoảng mơ hồ. Phụt! Bất hủ bất bại lại phun ra một ngụm máu tươi, quỳ một gối xuống đất. Đồng tử anh ta run rẩy kịch liệt, kinh hãi nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh ở phía xa, sao có thể? Ngươi không phải Diệp Bắc Minh, rốt cục ngươi là ai? 2 ngày trước trên võ đài, ta có thể dùng một ngón tay giết chết ngươi, mới có 2 ngày, làm sao ngươi có được sức mạnh như vậy? Mọi người đều kinh ngạc. Tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ. Bất hủ bất bại đã thua rồi sao? Bị đánh bại trực diện. Bị thương nặng, thảm hại vô cùng. Sủa như một con chó điên. Anh! Trong lòng bất hủ vấn thiên tràn ngập sự hỗn loạn, anh ta bị dọa sợ đến mức tim gần như muốn nổ tung. Người anh trai vô địch của anh ta, đã bị đánh bại. Diệp Bắc Minh vẻ mặt hung dữ, đồ vô dụng gì thế này? Ta còn chưa kịp ra tay, ngươi đã ngã xuống rồi. Đến ma long và huyết long của ta ngươi cũng không đánh lại được, lại còn dám xưng là bất bại. Ta sẽ tiễn ngươi lên đường. Hắn vung kiếm càn khôn chấn ngục trong tay lên và chém ra một đòn. Một huyết quang vạn trượng bùng phát. Đè bẹp bất hủ bất bại. Mẹ kiếp! Bất hủ bất bại sợ hãi kêu lên một tiếng, rồi cũng không để ý đến mặt mũi nữa, xoay người bỏ chạy. Tất cả mọi người có mặt đều bị dọa đến ngây ra. Bất hủ bất bại không những bị đánh bại, còn quay đầu bỏ chạy. Mẹ kiếp! Chuyện này là thật sao? Không phải là nằm mơ đấy chứ? Uỳnh ầm ầm! Kiếm khí đỏ như máu hàng vạn trượng nổ ra, bất hủ bất bại đã chạy từ trước, nhưng vẫn bị kiếm khí đánh trúng. Giống như một con diều bị đứt dây, anh ta lăn lộn mấy chục vòng trong không trung, phun ra máu tươi, vấn thiên, còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau chạy đi! Tên khốn này điên rồi! Hắn không phải Diệp Bắc Minh mà em biết đâu! Hắn điên rồi! Điên rồi! Bất hủ vấn thiên đã phản ứng lại. Một cơn ớn lạnh cực kỳ đẫm máu truyền đến từ phía sau. Quay đầu nhìn lại. Diệp Bắc Minh đã đứng cách đó 1 mét. Những người còn lại đã chạy xa hàng ngàn mét. Tên khốn. Lời còn chưa nói xong, một bàn tay lạnh lẽo đã tóm lấy cổ họng anh ta. Giơ lên cao. Nghẹt thở, nửa câu sau liền bị nghẹn lại. Xoạt xoẹt. Một chân của bất hủ vấn thiên bị xé nát tại chỗ, cơn đau dữ dội ập đến trong đầu anh ta. Anh ta điên cuồng gầm lên, mẹ kiếp. Mẹ kiếp, sao tên khốn ngươi dám làm vậy với ta? Xoạt xoẹt. Chân thứ hai đã rời khỏi cơ thể. A hát hát hát. Bất hủ vấn thiên đau đớn, vẻ mặt vặn vẹo. Diệp Bắc Minh tiếp tục ra tay, xé hai tay anh ta, rồi ném anh ta xuống đất. Binh! Chiếc giày hồi lực nặng nề rơi xuống, nghiền nát đùi thứ ba của bất hủ vấn thiên. Xúc sinh, khốn kiếp, vô dụng, rốt cục ai mới là vô dụng? Chiếc giày hồi lực lại điên cuồng dẫm xuống. Bất hủ vấn thiên vô cùng đau đớn, mỗi xương sườn, cột sống, nội tạng, đan điền đều bị Diệp Bắc Minh dẫm nát. Chỉ còn lại cái đầu cuối cùng, kinh hãi nhìn đế giày đang giáng xuống, đừng. Rắc rắc, cái đầu nổ tung. Một thần hồn lao ra, anh, cứu em với. Một tiếng rồng gầm vang lên từ phía sau. Thần hồn của bất hủ vấn thiên quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một con huyết long đang lao tới nuốt chửng nó. Sau một tiếng kêu thảm thiết, thần hồn hoàn toàn bị hủy diệt. Vấn thiên, hai mắt bất hủ bất bại lồi ra, toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi. Thực lực của Diệp Bắc Minh quá đáng sợ, thủ đoạn quá tàn nhẫn. Cùng lúc đó, Diệp Bắc Minh ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm bất hủ bất bại,
bây giờ, đến lượt ngươi rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 129.